vị quận chúa này đang bị chính con dân của mình truy sát, cớ làm sao mà một quận chúa lại lâm vào con đường trốn chạy lưu vong thế này. Đến bước đường cùng, cô chỉ đành phi ngựa qua chiếc cầu gỗ, không may cầu quá mục nát, cô chỉ đành bám vào dây thừng. Trong thời khắc sinh tử này, đám lính còn bắn tên khiến vị quận chúa rơi xuống sông. Bộ phim mà hôm nay Trạch Review gửi đến cả nhà có tên là Trường Ca Hành, kể về vị quận chúa lưu vong cứu cả đất nước Đại Đường. Các bạn hãy cùng mình theo dõi cuộc đời vĩ đại của cô quận chúa này nhé. Câu chuyện bắt đầu ở thành Trường An, khi nhà Tùy vừa sụp đổ và Đại Đường được dựng nên. Tại đây nội loạn đấu đá nhau không ngừng và Đại Đường vẫn chưa ổn định. Hôm nay sứ giả của A Thi Lạc Bộ đã đến Trường An, trận cầu đại diện cho sĩ khí của hai quốc gia đã được diễn ra. Trường Ca đã dẫn Lạc Yên đến xem trò vui. Hai tỷ muội này đều là con nhà quyền quý. Trường Ca là con gái của thái tử Đại Đường, còn Lạc Yên là con gái của nhị hoàng tử Lý Thế Dân. Hai tỷ muội hôm nay đến xem trận đấu là vì có ý trung nhân của Lạc Yên ở đây, thúc ngọc dũng mãnh trên sân bóng, chỉ với một cái hất vai đã có thể giúp đội nhà ghi điểm. Nhìn thấy dáng vẻ đó khiến Lạc Yên say mê, thế nhưng vì sự nổi bật đó đã khiến các dũng sĩ của A Thi Lạc Bộ chú ý. Họ nhân cơ hội thúc ngọc sơ suất liền kẹp lấy chân anh. Tuy Đại Đường vẫn ghi điểm nhưng thúc ngọc không thể ra sân nữa. Lạc Yên lo lắng cho người mình yêu, quay sang thì lại không thấy Trường Ca đâu cả. Trận đấu này có liên quan đến sĩ khí của hai quốc gia, nếu thua thì Đại Đường chẳng còn mặt mũi gì cả, tưởng chừng không còn hy vọng gì. Thì bất ngờ lúc này Trường Ca đã xuất hiện với quần áo thi đấu. Ngay từ nhỏ Trường Ca đã được nuôi dạy không khác gì nam nhân, văn chương binh pháp võ công cô đều tài giỏi hết trong mọi lĩnh vực. Khi này một thủ lĩnh đáng gờm của A Thi Lạc Bộ cũng xuất hiện, hai người lướt qua nhau dường như đã từng gặp mặt đối phương. Giờ đây đôi bên đều đã có thủ lĩnh của riêng mình. Trường Ca sử dụng binh pháp vào trận đấu, lập ra nhạn hình trận chuẩn bị ứng phó với đối phương. Trận đấu vừa bắt đầu, Trường Ca là người giành được bóng đầu tiên, sau đó cô nhẹ nhàng lướt qua đối thủ, thành công giành được bóng và đá nó vào cầu môn. Nhìn thấy sự tài giỏi này làm Tần Chuẩn phải thán phục. Trận đấu lại tiếp tục, lần này Tần Chuẩn đã nghiêm túc hơn, thấy thế Trường Ca đã lao đến ngăn đối phương lại, sơ suất đã làm lộ ra danh tính của bản thân. Lát sau Đại Đường lại thành công ghi điểm, nhưng khi này Tần Chuẩn cũng đã nhìn thấu nhạn hình trận, anh dễ dàng cướp được bóng và chuyển nó cho đồng đội, sau đó lại bức tốc lao lên đánh đầu một cú thật đẹp. Cảm thấy không ổn, Trường Ca đã có kế sách mới. Trong trận đấu cô cố tình cho người của mình kèm chặt Tần Chuẩn, nhưng sự dũng mãnh của anh là không thể cản phá. Tuy nhiên nhiều đó thôi cũng đủ giúp Đại Đường ghi điểm rồi. Trường Ca đã thành công thu hẹp khoảng cách, giờ đây cả hai bên đều có 17 điểm. Đúng lúc quả cầu đang bay đến một đứa trẻ, Tần Chuẩn đã xuất hiện kịp thời đá một đường vòng cung khiến nó bay đi. Hành động tốt bụng này của anh đã giúp Đại Đường giành lại được bóng. Nhân cơ hội đó, Trường Ca nhào lộn tung một cú thật đẹp dứt điểm trận đấu. Thời gian cũng vừa hết và Đại Đường đã giành chiến thắng. Trường Ca được tất cả mọi người tung hô reo hò. Xong việc, cô nàng liền đến cảm tạ Tần Chuẩn, vì khi nãy anh đã ra tay cứu đứa bé kia. Nhưng Tần Chuẩn không thèm nghe những lời này liền rời đi. Lát sau Trường Ca đã có được phần thưởng của trận đấu, đó là một thanh đoản đao vô cùng sắc bén. Khi này chúng ta đã được biết Tần Chuẩn là ai. Anh là đặc cần của A Thi Lạc Bộ, thuộc bộ lạc đột quyết trên Thảo Nguyên. Lần này đến thành Trường An là để thăm dò kẻ địch của mình. Vài ngày trước Tần Chuẩn đã có lần đầu tiên chạm mặt Trường Ca, nhưng với vẻ ngoài đó anh chỉ xem cô là một nam nhân mà thôi. Khi này Trường Ca đã trở về cung, cô nàng đã mang thanh đoản đao mà mình nhận được tặng cho nhị thúc. Ông ấy là người dạy võ công binh pháp cho Trường Ca từ khi còn bé. So với cha mình thì Trường Ca thân với nhị thúc Lý Thế Dân hơn. Ông ấy thường xuyên dạy cho Trường Ca về những bài học trong cuộc sống này. Nhưng cô đâu thể ngờ được người nhị thúc mà mình luôn kính trọng, vài ngày sau đó đã đổ sát hết cả gia đình cô. Đại Đường khi này đang nội loạn, nên việc ra tay trừ khử đối phương là không thể tránh khỏi, chỉ là xem bên nào động thủ trước mà thôi. Mẫu thân của Trường Ca đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra, thế nên bà đã để cô lên đường rời khỏi thành Trường An. Nhưng Trường Ca đã nhận ra mẫu thân mình có điều gì đó rất kỳ lạ, không thể an tâm được, Trường Ca liền nhảy xuống xe ngựa. Cô chạy về đến Đông Cung thì thấy trước cửa toàn là máu, vào đến bên trong thì cũng thấy y như vậy. Dù Trường Ca không nhìn thấy một ai, nhưng cô có thể tưởng tượng ra một trận chiến thảm khốc vừa được diễn ra. Khi này nghe thấy tiếng binh lính, Trường Ca liền nấp vào một nơi, đang không hiểu có chuyện gì xảy ra với Đông Cung, thì Trường Ca đã nhìn thấy nhị thúc mình bước ra từ phòng của mẫu thân. Thuộc hạ của ông ta còn bẩm báo rằng cả gia đình của thái tử đều đã bị hành quyết. Nghe được lời này Trường Ca vô cùng sửng sốt. Khi họ đã rời đi, cô liền vào trong tìm mẫu thân, nhưng khi này bà ấy đã không còn sống nữa rồi. Trường Ca thật sự hoảng hốt không biết phải làm sao. Lát sau cô còn nhặt được thanh đoản đao mà mình tặng cho nhị thúc, không ngờ thứ này lại là hung khí hạ sát mẹ cô. Nhờ có người hầu xả thân ngăn tên phản bội lại, Trường Ca đã thành công lao ra ngoài bỏ trốn. Cô mang theo thù hận của gia đình không ngừng chạy, đến cuối cùng đã nhảy xuống sông trốn thoát. Bên này Lạc Yên đã nghe tin cha mình đã giết cả nhà thái tử, cô nàng hoảng hốt không biết Trường Ca có bị làm sao không. Lạc Yên muốn đi tìm người nhưng đã bị binh lính ngăn lại. Bên phía Thúc Ngọc Anh cũng đã nghe được tin tức, hiểu rõ tính cách của Trường Ca. Thúc Ngọc sợ rằng cô ấy sẽ không bỏ qua như thế, mà khi này Trường Ca vẫn đang trong thành Trường An, bị binh lính tìm kiếm khắp nơi. Cô nàng liền trốn vào một nhà bếp, nhìn thấy những chiếc bánh trên bàn, Trường Ca nhớ về mẫu thân mình,
Cô thề rằng mình sẽ báo thù cho bà ấy và cả gia đình. Đúng lúc này đã có một người đi vào, tưởng nguy hiểm nhưng hóa ra chỉ là một tên trộm vặt mà thôi. Thấy cậu bé sắp bị phát hiện, Trường Ca liền ra tay cứu giúp. Hai người trốn vào một góc để qua mặt người canh gác. Lát sau ra ngoài, Tiểu Đậu đã cảm tạ Trường Ca. Để trả ơn, cậu bé còn dẫn cô đến một nơi để tá túc. Tại đây Tiểu Đậu hỏi rất nhiều thứ về Trường Ca. Thấy phiền, cô đã bảo Tiểu Đậu mau câm mồm, nếu không ta sẽ cắt lưỡi ngươi. Trường Ca đang rất buồn bực nên không hề muốn trò chuyện. Hôm sau, vì để báo thù cho gia đình, Trường Ca đã lẻn vào phủ Tần Vương. Tại đây cô nhớ về cảnh Lý Thế Dân dạy cô học hành, thế mà giờ đây lại là kẻ thù không đội trời chung. Đúng lúc này Lý Thế Dân đã trở về. Ông chỉ vừa ngồi xuống thôi đã nhận ra điều bất thường, hiểu rõ có kẻ đang ở sau lưng mình nhưng ông lại không hề vạch trần. Đúng lúc Trường Ca định ra tay thì lại có người đi vào. Đỗ đại nhân đến đây để đưa ấn thái tử cho Tần Vương. Lát sau ông ta ra ngoài cũng cảm thấy có điều kỳ lạ, mà khi này Lý Thế Dân đã kêu Trường Ca ra ngoài. Cô ấy không hề biết lý do mà nhị thúc sát hại cả gia đình cô. Giờ đây Trường Ca chỉ nghĩ đến chuyện báo thù mà thôi. Cô liên tục tấn công nhưng cũng không thể làm gì được Lý Thế Dân. Ông ấy không muốn làm hại đến Trường Ca. Nhưng khi này Đỗ đại nhân đã cho binh lính xong vào bắt cô nàng lại. Thấy vậy Tần Vương chỉ có thể hạ lệnh nhốt Trường Ca vào phòng. Bên này Lạc Yên rất nhanh đã nghe được tin tức. Cô nàng không biết phải làm thế nào mới có thể cứu được Trường Ca. Đúng lúc này phòng Huyền Linh đã có mặt. Ông ấy đã bày kế cho Lạc Yên đến cứu người. Ngay tối đó Lạc Yên đã đến đây đưa đồ ăn. Vừa gặp cô nàng đã bị Trường Ca kề đao vào cổ. Giờ đây đối với Trường Ca thì Lạc Yên cũng không khác nào kẻ địch. Vì cha của Lạc Yên đã sát hại cả gia đình của cô, bị người mình kính trọng nhất phản bội nên Trường Ca không muốn tin ai nữa. Với tính cách yếu đuối của mình, Lạc Yên khóc lóc nói chắc chắn mình sẽ không làm hại Trường Ca. Muội đến đây chỉ là muốn giúp tỷ trốn thoát mà thôi. Triệu Lộ Tư đóng vai yếu đuối này thật đúng là xuất sắc. Hiểu rõ tấm lòng của Lạc Yên, Trường Ca đã đánh ngất người muội muội tốt này. Sau đó giả dạng Lạc Yên rời khỏi nơi này. Trong cơn mưa Trường Ca vẫn không rời khỏi phủ Tần Vương. Cô nàng đã quay lại căn phòng trước đó tìm một thứ. Đồ vật mà Trường Ca tìm chính là ấn thái tử. Đến khi Tần Vương trở về thì Trường Ca đã mang ấn thái tử rời đi mất rồi. Ngay lập tức binh lính khắp thành đã truy lùng cô nàng. Cũng may có Tiểu Đậu xuất hiện kéo Trường Ca vào một góc. Hai người thành công trốn thoát được đám binh lính. Tiểu Đậu biết Trường Ca không phải người bình thường. Cậu bé muốn theo cô hành tẩu giang hồ. Thà một phút huy hoàng còn hơn sống tạm bợ cả đời. Với sự lanh lợi của mình, Tiểu Đậu thành công được Trường Ca cho đi theo. Bên này Đỗ đại nhân đã hạ lệnh cho con trai của mình. Ông muốn Hạo Đô tìm cách hạ sát Trường Ca. Dù trước đó Tần Vương đã hạ lệnh không được làm hại cô ấy, nhưng đối với Đỗ đại nhân thì Trường Ca chính là một mối họa. Nếu Tần Vương không nỡ ra tay thì ông ấy sẽ làm việc đó. Mà khi này Trường Ca và Tiểu Đậu đang tìm cách rời khỏi thành, đang đi trên đường thì họ đã bị binh lính nhận ra. Ngay lập tức hai người liền chia ra chạy. Trường Ca đang chạy thục mạng thì chạm mặt Tần Chuẩn. Thấy thế cô đã cướp luôn con ngựa của anh chàng để chạy trốn. Tần Chuẩn mất ngựa rồi chỉ có thể đứng xem trò vui. Mà khi này đám lính vẫn đuổi theo Trường Ca. Với tốc độ của chú ngựa cô đã chạy vào một con hẻm. Sau đó liền phi thân nhảy qua bức tường trốn thoát. Lát sau Trường Ca đã hội hợp với Tiểu Đậu, hiểu rằng không thể dễ dàng rời khỏi thành. Trường Ca đã hỏi Tiểu Đậu có cách nào có thể giúp ngụy trang hay không. Ngay lập tức Tiểu Đậu đã dẫn cô đến một tiệm vải. Tại đây chỉ cần đưa ra ám hiệu thì ông chủ sẽ bán cách có thể rời khỏi thành. Nhưng hiện tại xuất ra khỏi thành cuối cùng vừa được mua mất rồi. Ông chủ nói đó là một đội thương buôn. Ngay lập tức Trường Ca và Tiểu Đậu đã đuổi theo xin nhờ giúp đỡ. Nhưng không ngờ chủ của đội thương buôn này lại là Tần Chuẩn. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Vừa cướp ngựa của người ta giờ đây lại nhờ giúp đỡ. Tuy vậy Trường Ca vẫn mặt dày cầu xin. Bất ngờ là Tần Chuẩn đồng ý giúp cô. Đổi lại Trường Ca phải giao ra thanh đoản đao kia. Trong tình thế cấp bách này cô nàng chỉ đành nghe theo. Nhưng đợi đến khi rời thành rồi thì cô mới giao ra nó. Trường Ca đã bảo Tiểu Đậu hãy đi trước ra ngoài thành đợi, vì cậu bé không bị binh lính truy lùng giống cô. Bên này Hạo Đô đã điều tra đến tiệm vải. Ông chủ sợ quan binh nên đã nói ra hành tung của cô ấy. Ngay lập tức Hạo Đô chạy đến cổng thành ngăn đội thương buôn lại. Hắn ta đi dò xét khắp nơi, tìm hết những thùng hàng, thế nhưng đến cuối cùng vẫn không tìm ra được Trường Ca. Hạo Đô chỉ đành cho đội thương buôn rời đi, nhưng hắn cũng không bỏ qua dễ dàng như thế. Không cần biết Trường Ca rời khỏi thành bằng cách nào, nếu muốn đi xa hơn nữa thì cô ấy phải đi qua đình Thập Lý. Hạo Đô đã cho người của mình đến đó ôm cây đợi thỏ. Mà khi này nhóm người của Tần Chuẩn đã ra khỏi thành, Trường Ca nằm trong một nơi bí mật trên xe ngựa nên mới không bị phát hiện. Theo ước định Tần Chuẩn đã lấy đi thanh đoản đao, Trường Ca nói có một ngày mình sẽ lấy lại nó, vì cô nhất định phải dùng thanh đoản đao này giết kẻ thù. Cứ thế tại đây hai người tạm thời đường ai nấy đi. Thế nhưng cưỡi ngựa một lát Trường Ca đã bị binh lính chặn đầu. Cô còn thấy có cả Thúc Ngọc đến đây để bắt mình. Là bạn bè lâu năm nên Trường Ca thật sự rất buồn. Dù vậy việc trước mắt của cô là phải bỏ chạy. Trường Ca vừa phi ngựa vừa né từng mũi tên lao về phía mình. Thế nhưng rất nhanh đã đến đường cùng mất rồi. Đây cũng chính là cảnh đầu phim. Trường Ca liều mạng phi ngựa qua chiếc cầu gỗ. Đúng lúc đang bám vào sợi dây thừng thì Hạo Đô đã giương cung muốn hạ sát Trường Ca. Thấy thế Thúc Ngọc cũng định ra tay. Thay vì để Hạo Đô làm, Thúc Ngọc nhắm chuẩn không bắn vào chỗ hiểm của Trường Ca. Nhưng nhiều đó thôi cũng đủ làm cô nàng sống dở chết dở rồi.
Thúc Ngọc vô cùng đau lòng khi phải tự tay làm thế với người bạn của mình. Anh đầu quân cho Lý Thế Dân cũng chỉ vì gia đình mà thôi. Mà khi này ở bờ sông, Tần Chuẩn đã vô tình phát hiện Trường Ca. Anh vội vàng đưa cô lên bờ. Đang định rút mũi tên ra thì đã chạm vào thứ không nên chạm. Hiểu rằng cô ấy là con gái, Tần Chuẩn không rút tên ra nữa mà bế Trường Ca về nghỉ ngơi. Đến quán trọ anh vẫn phải trị vết thương đó chứ. Nhưng tại sao mũi tên lại nằm ở đó? Thiệt là khó xử quá đi mất. Hết cách, Tần Chuẩn chỉ đành che mắt mình lại. Sau đó tiến sát lại gần xé áo cô ra. Lúc này Trường Ca đã tỉnh lại liền cho Tần Chuẩn một bạt tay. Ngay lập tức hai người cãi nhau không ai nhường ai. Tần Chuẩn vẫn cố giả ngốc nói rằng Trường Ca là một nam nhân. Sợ cái gì mà sợ cơ chứ. Nghe vậy cô nàng mới không còn đề phòng nữa. Trường Ca chính tay rút mũi tên ra ngoài. Đây là sự quật cường đến nhường nào cơ chứ. Tần Chuẩn tốt bụng đưa Trường Ca rượu trị thương. Cô nàng nhận được liền uống một hơi hết nửa bình. Còn khen rượu rất ngon. Nhưng rượu này là dùng để dưới lên vết thương. Ai lại mang nó uống bao giờ. Xong việc, Tần Chuẩn còn để lại thuốc trị thương cho cô. Tối hôm đó, khi đã đỡ nhiều rồi, Trường Ca đã đến cảm ơn. Tại đây hai người chính thức làm quen nhau. Tuy không ai chịu nói ra danh tính thật của bản thân, nhưng hai người nói chuyện rất hợp, rất nhanh đã trở thành bằng hữu của nhau. Bên ngoài thuộc hạ thấy như thế thì rất bất ngờ. Rõ ràng thủ lĩnh của bọn họ có bao giờ vui vẻ như thế đâu. Sáng hôm sau khi Tần Chuẩn tỉnh lại thì Trường Ca đã đi mất rồi. Anh chàng có chút nuốt tiếc không biết có còn gặp lại nữa hay không. Bên này Trường Ca đang lang thang không biết đi về đâu. Bất ngờ Tiểu Đậu đã xuất hiện từ đằng sau. Đã mấy ngày không gặp rồi thế mà cậu ấy vẫn đợi Trường Ca. Tiểu Đậu rất thông minh, biết rõ Trường Ca sẽ đi qua nơi này nên mới đợi ở đây. Tiểu Đậu lần nữa quỳ xuống muốn đi theo Trường Ca. Dù có khó khăn thế nào cậu cũng không oán trách. Nhìn thấy sự chân thành này, Trường Ca chính thức thu nhận Tiểu Đậu làm đồ đệ. Hai người lần này sẽ đến U Châu, tại đó có đô đốc U Châu Lý Viện. Ông ấy trước đó là huynh đệ tốt của cha cô. Nếu có thể thuyết phục ông ấy xuất binh tương trợ, có lẽ vẫn còn hy vọng hạ bệ Lý Thế Dân. Cứ thế hai sư đồ đã lên đường đến U Châu. Vài ngày sau tại thành U Châu, nhóm người của Tần Chuẩn cũng đến nơi này. Họ thành công vào thành và tiếp cận với Dương tướng quân. Mà khi này Trường Ca và Tiểu Đậu cũng đã đến nơi. Họ đến quán trọ tìm một căn phòng rẻ nhất. Trùng hợp là Tần Chuẩn cũng tá túc tại nơi này. Họ dường như đang có một kế hoạch cần thực hiện tại thành U Châu. Lát sau Tần Chuẩn đã đến phủ đô đốc để do thám. Anh đi lướt qua Trường Ca mà không hề hay biết cô nàng cũng đang muốn do thám tìm cách vào phủ đô đốc. Bên này nhóm người của Hạo Đô và Thúc Ngọc vẫn chưa bỏ qua cho Trường Ca. Họ nghe tin cô ấy xuất hiện gần U Châu nên đang muốn đến đó. Đứng một bên Lạc Yên cũng nhìn thấy. Vì lo lắng cho Trường Ca nên cô nàng đã lén đi theo. Bên này đang theo dõi phủ đô đốc thì Tần Chuẩn và Trường Ca đã chạm mặt nhau. Hai người đúng thật là có duyên mà. Cùng đường về quán trọ nên hai anh chị đã đi chung với nhau. Đi một hồi mới biết đối phương ở cùng một nơi với mình. Ôi thiệt là ngại quá đi mất. Trường Ca để Tần Chuẩn lên phòng trước. Còn bản thân thì chạy về căn phòng tồi tàn của mình. Cô nàng đã có cách thuyết phục đô đốc Lý Viện rồi. Thế nên liền bảo Tiểu Đậu đi chuẩn bị bút mực. Mà khi này bên phía Hạo Đô, họ đã phát hiện có người đang ẩn trốn. Lạc Yên không kịp thời xuất hiện thì đã bị xiêng cho vài nhát rồi. Cô nàng nói mình lo lắng cho Thúc Ngọc nên mới muốn đi theo. Hạo Đô không đồng ý việc này, anh nhất quyết bảo người đưa Lạc Yên trở về. Thế nhưng với sự cố chấp của cô nàng, Hạo Đô cũng hết cách nên chỉ đành để Lạc Yên đi theo. Tối đó, tại khu rừng trúc, nhóm người của Tần Chuẩn đã đến gặp Dương tướng quân. Anh không ngại nói ra thân phận của mình. Sau đó liền bàn bạc điều kiện với Dương quân Khoách, chỉ cần thành U Châu đầu quân cho A Thi Lạc Bộ. Thế thì Tần Chuẩn sẽ mang đến lợi ích to lớn và bảo vệ thành U Châu. Dù sao đô đốc Lý Viện trước kia cũng là thuộc hạ của Thái tử. Giờ đây Thái tử đã chết, chắc chắn thành U Châu cũng sẽ bị Tần Vương nhắm đến. Việc này Dương quân Khoách không thể quyết định được, hắn cần phải bàn lại với chủ nhân của mình. Vì vậy trước mắt Tần Chuẩn chỉ có thể rời đi trước. Mà khi này Trường Ca cũng xong việc của mình rồi. Cô nàng đang viết một chiếu thư giả, sau đó dùng ấn Thái tử đóng vào. Trường Ca định dùng thứ này thuyết phục Lý Viện khởi binh. Đây cũng là con đường duy nhất để Trường Ca báo thù. Lát sau cô đã lên nóc nhà ngắm trăng, Trường Ca nhớ về mẫu thân của mình. Nếu bà ấy còn sống chắc chắn sẽ ngăn Trường Ca lại. Vừa về đến nơi Tần Chuẩn đã nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của cô nàng. Thế nên anh liền lên đây trò chuyện cùng cô. Hai người nói rất nhiều thứ, đủ hết chuyện trên trời dưới đất này. Trường Ca rất vui vì mình có một bằng hữu như Tần Chuẩn. Lát sau cô nàng định rời đi thì lại bị trượt chân. Tần Chuẩn vì cứu cô nên đã cùng lăn xuống mái nhà. Tiếp đất anh còn bế cô một cách nhẹ nhàng. Tiếp xúc cơ thể thế này làm hai người cảm thấy dạo dực. Đúng lúc đó Tiểu Đậu lại mở cửa ra. Đúng là phá đám chuyện tốt của người ta mà. Qua ngày hôm sau, trước khi đến phủ đô đốc, Trường Ca đã giao lại ấn Thái tử cho Tiểu Đậu. Cô nàng cũng không biết lần này mình đi có thể trở về hay không. Vừa ra ngoài thì cô đã bị Tần Chuẩn phát hiện và đuổi theo. Trường Ca thành công vào phủ đô đốc và gặp được Lý Viện. Cô nàng nói ra danh tính của bản thân. Lý Viện thấy vậy thì tỏ ra vui mừng. Sau một hồi nói chuyện, ông ấy đã hiểu việc mà Trường Ca muốn làm. Khi này cô ấy cũng lấy ra chiếu thư của Thái tử, hạ lệnh cho đô đốc U Châu Lý Viện cùng ba châu biên giới còn lại trở về giết chết nghịch tặc, chấn chỉnh triều cương. Có chiếu thư rồi tất nhiên Lý Viện sẽ nhận lệnh. Thế nhưng sau khi Trường Ca rời đi, Lý Viện đã nhận ra chiếu thư có vấn đề. Tuy con dấu Thái tử là hàng thật, nhưng mực và giấy viết lại là hàng giả.
Tối đó, sau khi trở về, Tần Chuẩn rất vui vì Trường Ca an toàn rời khỏi phủ đô đốc, một người giỏi binh pháp, am hiểu mưu lược, lại không hề sợ chết. Tần Chuẩn thầm nghĩ sao trên đời lại có nữ tử kỳ tài đến như thế, lòng ngưỡng mộ của anh đã dần chuyển sang yêu thích mất rồi. Lát sau Tần Chuẩn đã đến gọi Trường Ca ra ngoài, dưới ánh trăng đêm của U Châu, hai người lại tiếp tục trò chuyện như những người bằng hữu. Tần Chuẩn khuyên Trường Ca hãy mau chóng rời khỏi đây, vì U Châu sắp có biến động lớn rồi, nhưng Trường Ca còn có chuyện phải làm, cô ghi nhớ lòng tốt này và quay đầu bỏ đi. Bên này Lạc Yên và Hạo Đô đã đến với U Châu rồi, tại quán trọ này, Lạc Yên dùng mọi cách để giữ chân Hạo Đô ở lại đây, để Thúc Ngọc có cơ hội đi tìm Trường Ca, bình thường rất máu lạnh vô tình. Nhưng đối diện với Lạc Yên thì Hạo Đô không thể nào phản kháng được, anh rất muốn rời đi nhưng cứ bị cô nàng níu kéo. Lạc Yên còn giả vờ khóc để giữ chân Hạo Đô ở lại, hết chịu nổi với cô nàng này, Hạo Đô trực tiếp bế cô lên giường, nhưng hóa ra anh chỉ muốn Lạc Yên nghỉ ngơi sớm mà thôi. Hạo Đô còn bảo rằng mình sẽ ở lại đây trông chừng cho Lạc Yên ngủ. Sự ân cần này khiến Lạc Yên có cái nhìn khác về anh. Bên này Tần Chuẩn đã đến gặp một người, hắn là Tiểu Khả Hãn của A Thi Lạc Bộ, vừa gặp mặt hai người liền động thủ, nhưng tên này không phải là đối thủ của Tần Chuẩn. Lần này Tiểu Khả Hãn đến đây là để tranh công của anh, kế hoạch mà Tần Chuẩn đang thực hiện giờ đây sẽ giao lại cho hắn. Đây cũng là mệnh lệnh của Đại Khả Hãn nên Tần Chuẩn đành phải nghe theo. Qua ngày hôm sau khi đến phủ đô đốc, Trường Ca đã phát hiện Dương Quân Khoách có hành động mờ ám, mà lát sau hắn đã đến gặp người của A Thi Lạc Bộ. Bên ngoài Trường Ca cũng đang có mặt nghe lén, hóa ra Dương Quân Khoách đang muốn đầu quân cho A Thi Lạc Bộ, hắn còn muốn giết Lý Viện để lên làm chủ thành U Châu. Biết được việc này, Trường Ca đã mau chóng trở về báo tin, nhưng khi đang định dẫn Lý Viện rời đi thì đã bị Dương Quân Khoách ngăn lại, hắn muốn giết chết cả hai người tại nơi này. Đúng lúc binh lính lao lên thì bất ngờ có rất nhiều mũi tên lao đến, nhân cơ hội này Trường Ca đã dẫn Lý Viện bỏ chạy. Ở một bên Tần Chuẩn cũng đang theo dõi họ, lát sau vì không có nơi nào để trốn, Trường Ca đã dẫn Lý Viện đến quán trọ, vào trong thì không thấy Tiểu Đậu đâu cả. Trường Ca đang tìm người thì Lý Viện lại hỏi, lẽ nào cô còn có đồ vật gì đang để ở chỗ đồng bọn sao? Lời này khiến Trường Ca nghi ngờ, cô chỉ đang tìm người chứ không hề nói đến đồ vật gì cả. Trường Ca lấy vũ khí ra ép hỏi Lý Viện đang có chuyện gì giấu mình, mà khi này hóa ra Tiểu Đậu đang ở nhà xí, cậu định quay trở về thì đã bị Tần Chuẩn kéo đi. Bên này Lý Viện cũng nói ra sự thật, hóa ra hắn đã chọn đầu quân cho A Thi Lạc Bộ, màn vừa rồi chỉ là diễn cho Trường Ca xem mà thôi. Với mục đích lấy được ấn thái tử từ chỗ Trường Ca, đây là điều kiện mà Tiểu Khả Hãn đưa ra để Lý Viện có thể đầu quân cho A Thi Lạc Bộ. Lát sau thì Dương Quân Khoách cũng dẫn người của mình đến đây, biết rõ ấn thái tử đang trên người của Tiểu Đậu, Tần Chuẩn bảo Tiểu Đậu hãy ra cổng thành đợi, còn anh sẽ ở lại đây cứu Trường Ca. Đám lính tìm mãi vẫn không thấy ấn thái tử, bắt buộc Lý Viện phải mang Trường Ca về tra khảo. Khi này Tần Chuẩn cũng đã biết được thân phận của cô ấy, anh thầm nghĩ nếu Trường Ca có thể trốn khỏi thành Trường An, vậy thì cái thành U Châu này có là gì với cô ấy cơ chứ? Đúng như những gì Tần Chuẩn dự đoán, Dương Quân Khoách đã mang Trường Ca ra phố theo ý cô ấy. Trường Ca nói rằng mình sẽ ở ngoài này kêu đồng bọn đến đưa ấn thái tử. Dương Quân Khoách cũng có đề phòng, hắn cho người bao vây từ phía không cho Trường Ca bỏ trốn. Nhưng cô nàng đã dự tính được sẽ có người đến cứu mình. Trước đó, Trường Ca đã gặp mặt Phúc Ngọc. Nếu anh ấy đến thành U Châu thì chắc chắn Hạo Đô cũng ở đây. Hắn nhận nhiệm vụ lấy về ấn thái tử, đâu dễ dàng gì mà cho Dương Quân Khoách cướp nó đi. Đúng như dự đoán của Trường Ca, ở ngoài phố Hạo Đô và Lạc Yên đã nhìn thấy cô ấy. Hạo Đô quan sát thấy có người đang theo dõi Trường Ca, bắt buộc anh phải âm thầm ra tay. Hạo Đô hạ sát hết những người đang mai phục một cách nhanh gọn lẹ, nhưng được một lát thì Dương Quân Khoách đã nhận ra, hắn chạy đến thì Trường Ca cũng nhanh chóng rời đi. Bên này khi chỉ còn mỗi mình Lạc Yên thì cô nàng đã bị ai đó bắt cóc, còn Trường Ca trốn chạy được một lát thì đã bị Dương Quân Khoách bắt giữ. Lúc này Hạo Đô cũng xuất hiện, hắn không hề quan tâm đến sống chết của Trường Ca, mục đích của Hạo Đô chỉ là lấy được ấn thái tử mà thôi. Với võ công của anh, đám này rất nhanh đã bị hạ, Trường Ca muốn chạy cũng không thể thoát khỏi lưỡi kiếm đó. Khi này Tần Chuẩn cũng xuất hiện cùng Lạc Yên, anh chàng lấy một mạng đổi một mạng, ép Hạo Đô thả Trường Ca ra. Đối với Hạo Đô thì tính mạng của Lạc Yên quan trọng hơn tất thảy, một lòng anh phải thả Trường Ca đi. Hai tỷ muội lâu ngày không gặp lại chạm mặt nhau như thế này, Lạc Yên cố giữ Hạo Đô lại để Trường Ca có thể rời đi. Xong việc Tần Chuẩn muốn Trường Ca theo mình rời khỏi thành U Châu, nhưng giờ đây cô không thể đi được. Trường Ca nhất quyết không để thành U Châu rơi vào tay người A Thi Lạc. Tuy triều đình muốn giết cô, nhưng dù sao cô cũng là con dân đại đường, đâu thể nào nhìn đất nước của mình lâm nguy. Không thể khuyên được Trường Ca, Tần Chuẩn đã trả lại thanh đoản đao để cô phòng thân. Lát sau Trường Ca đã hội hợp với Tiểu Đậu, hai người phi ngựa cả một ngày đến với đội quân U Châu. Tại đây Trường Ca báo cáo tình hình hiện tại cho Lý Đô Quý biết, nói rằng Dương Quân Khoách và Lý Viện đã đầu quân cho A Thi Lạc Bộ, hai tên đó muốn mở cổng thành để quân đội A Thi Lạc tiến vào. Tuy hiện tại Trường Ca không có bằng chứng, nhưng khi này khói báo hiệu gần thành U Châu đã được đốt lên, đây là dấu hiệu quân địch sắp đến. Việc này bắt buộc Lý Đô Quý phải tập hợp đại quân, cùng nhau đến thành U Châu cứu viện. Bên này Tiểu Khả Hãn đã nghe được tin đó, kế hoạch chiếm thành giờ đây đã thất bại. Tuy nhiên trước đó hắn đã gom hết của cải ở phủ kho U Châu rồi, có được món hời này cũng xem như là thắng lợi.
đứng một bên Tần Chuẩn đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Lát sau khi đám người của Tiểu Khả Hãn đang vận chuyển đồ vật đi, bất ngờ phát hiện đội quân U Châu đang đến đây. Việc này bắt buộc họ phải nấp vào một bên trước. Tuy nhiên Tần Chuẩn đã nhân cơ hội bắn tên vào xe ngựa. Tiếng động từ chú ngựa đã làm lộ vị trí của Tiểu Khả Hãn. Dù rất tức giận nhưng việc trước mắt của hắn là phải bỏ trốn. Vàng bạc của cải tại đây cũng không thể mang đi được. Cứ thế quân đội U Châu đã thành công lấy lại được thứ này. Trong số đó còn có bản đồ chiến lược của cả thành U Châu. Nếu thứ này rơi vào tay địch thì thành U Châu sẽ không xong. Cùng lúc này ở quán trọ, Lạc Yên đang ở đây đợi Hạo Đô trở về. Cô nàng đã bị kẻ xấu nhắm đến. Rất nhanh Lạc Yên đã bị chúng bắt giữ trong đêm. Sáng hôm sau khi đội quân U Châu đến, thì phát hiện Lý Viện đã bị Dương Quân Khoách hạ sát. Hắn nói mình phát hiện Lý Diện tạo phản, thế nên mới ra tay trừ đi mối họa cho Đại Đường. Trường Ca không ngờ tên này lại giết chủ cầu sinh. Dù thế tạm thời hắn vẫn phải bị bắt giữ đợi điều tra. Khi này Hạo Đô cũng đã đến đây. Hắn chưa lấy được ấn thái tử nên vẫn phải truy lùng Trường Ca. Cũng may nhờ có Lý Đô Quý, Trường Ca giả trang thành binh lính thành công rời khỏi đây. Sau khi rời khỏi thành U Châu, Trường Ca đã cáo biệt Lý Đô Quý. Lại lần nữa cô phải tự bước trên con đường của mình. Bên này Tiểu Khả Hãn đang tức giận, hắn quyết tâm phải trừ khử Tần Chuẩn mới được. Thế là bèn mai phục trên đường về Thảo Nguyên. Nhân lúc Tần Chuẩn không chú ý, hắn liền tấn công từ đằng sau. Tuy hắn không phải là đối thủ của anh, nhưng tên này đã cho thuộc hạ đánh lén khiến Tần Chuẩn bị thương. Nhưng cũng rất may là anh kịp thời lên ngựa bỏ chạy. Khi này bên phía Trường Ca, Thúc Ngọc đuổi đến khuyên cô trở về. Nhưng Trường Ca không muốn tin tưởng bất kỳ ai nữa. Giờ đây cô sẽ tự đi trên con đường của mình. Trường Ca cũng trả lại ấn thái tử. Cô nhận ra thứ này chỉ là một món đồ vô tri mà thôi, không thể nào lay động lòng người. Nói rồi Trường Ca đã rời đi. Đến một ngã ba cô đã để lại ám hiệu cho Tiểu Đậu. Mà khi này Lạc Yên tỉnh lại thì phát hiện mình đang trên xe ngựa. Cô nàng đã bị đám buôn người bắt cóc, chúng nhắm vào sự xinh đẹp của Lạc Yên. Chưa từng trải qua chuyện như thế này, Lạc Yên thật sự vô cùng sợ hãi. Cùng lúc đó, khi trở về quán trọ, Hạo Đô và Thúc Ngọc không thấy Lạc Yên đâu cả. Họ nhận ra cô nàng đã gặp chuyện không may, thế là phải mau chóng đi cứu người. Còn bên này Tiểu Đậu đã đuổi theo đến ngã ba. Với sự thông minh của mình, cậu bé đã phát hiện ra ám hiệu Trường Ca để lại, thế là cũng mau chóng đuổi theo. Tối đó, Trường Ca đã đến một căn nhà hoang, định vào trong tá túc thì bắt gặp Tần Chuẩn cũng đang ở đây. Nhìn thấy anh đang bị thương nặng, Trường Ca không ngại ngùng gì mà cởi áo anh ra để băng bó. Tay nghề có hơi vụng về nhưng cũng đủ dùng rồi. Xong việc hai người lại trò chuyện, Tần Chuẩn hỏi Trường Ca đang muốn đi đâu. Tuy cô nàng không chịu nói nhưng anh cũng đoán ra rồi, đi tiếp con đường này, một là đến Sóc Châu, hai là đến Thảo Nguyên của A Thi Lạc Bộ. Tất nhiên Trường Ca sẽ không đến Thảo Nguyên, nhưng Tần Chuẩn khuyên cô cũng đừng nên đến Sóc Châu, tại đó sát với biên giới, mấy năm nay đều có chiến tranh xảy ra, giờ đây đến đó thật sự rất nguy hiểm. Tuy nhiên giờ đây Trường Ca chỉ có thể đến đó mà thôi. Sóc Châu mấy năm nay không được triều đình quan tâm đến, chỉ có nơi đó thì Trường Ca mới được an toàn. Lại lần nữa không khuyên được cô, Tần Chuẩn chỉ có thể tặng cho Trường Ca một chút tiền, để cô nàng không còn phải ở mấy chỗ tồi tàn nữa. Sáng hôm sau, tình hình là Lạc Yên vẫn đang trên xe ngựa của đám buôn người, họ cũng đang trên đường đến với Sóc Châu. Lạc Yên sợ hãi khóc lóc cầu xin họ tha cho mình nhưng không được. Đúng lúc đang tuyệt vọng, cô đã nhìn thấy Thúc Ngọc. Lạc Yên vừa định kêu cứu thì đã bị đánh ngất. Thúc Ngọc không biết đi nơi nào để tìm Lạc Yên. Anh chọn đại một con đường nhưng lại nghịch với hướng mà đám buôn người đang đi. Cứ thế Lạc Yên còn phải chịu khổ dài dài. Khi này Trường Ca đã đến với Sóc Châu. Cô nàng bất ngờ vì một nơi chiến tranh liên miên lại náo nhiệt và phồn hoa đến thế này. Đến một quán ăn, Trường Ca đã hỏi tiểu nhị về thành Sóc Châu. Hóa ra nơi này yên bình và phồn hoa như thế đều là do thứ sử Công Tôn Hằng. Ông ấy nhiều năm nay trấn giữ Sóc Châu an toàn, còn giúp người dân cày ruộng kiếm sống, giúp thành Sóc Châu từ hoang tàn trở nên phồn vinh. Người nơi này đều sùng bái và tin tưởng ông ấy. Nghe vậy Trường Ca cũng rất thán phục, nhưng một người yêu dân và ghét chiến tranh như ông ấy, làm sao mà Trường Ca có thể thuyết phục khởi binh cứu quốc được đây? Đúng lúc cô không biết làm sao thì phát hiện có người theo dõi, nhưng hóa ra đó lại là Tiểu Đậu. Sau nhiều ngày, cuối cùng hai sư đồ cũng gặp nhau, tinh thần lên cao, Trường Ca đã dẫn Tiểu Đậu đi làm một việc. Bên này Tần Chuẩn cũng về đến Thảo Nguyên rồi, việc đầu tiên anh làm là xử lý vết thương. Đại Kim trách móc rằng tên khốn nào băng bó sơ sài đến thế, làm vậy chẳng khác nào làm vết thương nặng thêm. Tuy nhiên Tần Chuẩn không quan tâm, anh nhìn đồ băng bó mà mỉm cười. Đại Kim thấy rất kỳ lạ, đoán rằng Tần Chuẩn được nữ tử nào đó băng bó cho rồi. Cùng lúc này Thổ Ca Thiết đã đến, hắn cũng là một tướng quân và ngang hàng với Tần Chuẩn, hôm nay đến đây để truyền mệnh lệnh của Đại Khả Hãn. Bất ngờ mệnh lệnh này là bảo Tần Chuẩn phối hợp với Thổ Ca Thiết cùng nhau chiếm lấy thành Sóc Châu. Kiểu này Tần Chuẩn sắp gặp lại Trường Ca lần nữa rồi. Cùng lúc đó tại phủ thứ sử Công Tôn Hằng, ông ấy bất ngờ nhận được tin vợ và con gái của mình gặp phải sơn tặc, đang định đi cứu người thì bà ấy đã trở về an toàn. Người cứu phu nhân này không ai khác là Trường Ca và Tiểu Đậu. Lát sau họ cũng kể lại sự tình. Khi đang nghỉ chân tại một khu rừng, Trường Ca vô tình nghe được đám sơn tặc đang muốn hại người, vì lòng tốt nên cô mới đến cứu giúp mà thôi. Công Tôn Hằng không dễ lừa như thế, ông hỏi đây có thật sự là trùng hợp hay không. Hiểu rằng không thể qua mặt ông ta, Trường Ca nói mình đúng là có tính toán từ trước.
cứu phu nhân là để có thể gặp mặt Công Tôn Hằng. Cô nàng muốn được theo ông làm việc. Với sự thành thật này, hai người thành công được Công Tôn Hằng thu nhận. Tuy nhiên trước mắt họ vẫn đang bị đề phòng. Muốn lấy được lòng tin của Công Tôn Hằng thì phải làm nhiều hơn nữa. Bên này ông ấy thật sự cũng đang đề phòng. Công Tôn Hằng không biết mục đích của Trường Ca là gì. Dù vậy vẫn để cô ở lại xem sao. Vì cục diện hiện giờ thật sự rất cần người tài. Trường Ca không khiến Công Tôn Hằng thất vọng. Hôm sau cô nàng đã thể hiện khả năng hiểu biết về chính sự của mình, thành công lấy được sự công nhận của Công Tôn Hằng. Ông thầm nghĩ nếu quan viên dưới trướng mình cũng thông minh như vậy, thế thì ông cũng bớt lo bao nhiêu chuyện rồi. Dù vậy trước mắt vẫn phải tiếp tục quan sát. Bên một căn nhà hoang, Lạc Yên đang cùng đám buôn người ở đây. Cô gái tên Tô Tô cũng là người bị bắt cóc. Nhiều ngày ngoan ngoãn cô ta đã lấy được lòng tin của họ. Tối hôm đó Tô Tô đã chuốc say hai người này. Nhân lúc họ ngủ cô ta đã kêu Lạc Yên cùng bỏ trốn. Dưới sự thuyết phục của Tô Tô, Lạc Yên đã đồng ý. Nhưng căn nhà này đã bị khóa cửa mất rồi. Tô Tô nói rằng phía bên trên cao có cửa sổ. Sau đó liền bảo Lạc Yên làm thang để cô ta leo lên. Nhưng khi ra được bên ngoài rồi Tô Tô lại bỏ trốn một mình. Nhận ra bản thân đã bị lừa, Lạc Yên tuyệt vọng khóc mà không dám phát ra tiếng. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Lạc Yên không thấy ai ở đây cả. Cô nàng mở cửa ra thì thấy thi thể của Tô Tô đang bị treo ngược. Hóa ra tối qua đám người này đã đuổi theo và sát hại cô ta. Chứng kiến cảnh tượng kinh dị này, Lạc Yên khóc nấc lên và không còn hy vọng bỏ trốn nữa. Trở về với Trường Ca, khi này cô nàng đã lấy được tín nhiệm của Công Tôn Hằng. Ông ấy lên chức cho Trường Ca làm chủ bộ, từ nay có thể đi theo làm trợ thủ cho ông. Lát sau trong thành Sóc Châu, Tần Chuẩn và thuộc hạ của mình đã đến đây do thám. Họ bất ngờ vì quy mô phòng thủ ở đây thật kiên cố. Tuy không thể tấn công ra ngoài, nhưng thành Sóc Châu có quy thế phòng thủ rất cao. Ngày ngày thương nhân đến đây tấp nập, lương thực dự trữ nhiều không đếm xuể. Cho dù cố thủ vài năm cũng không lo chết đói. Tần Chuẩn cảm thấy hứng thú. Đây là lần đầu tiên anh đối đầu với một thành trì kiên cố như thế. Bên này Trường Ca và Tiểu Đậu đang đi ăn mì. Họ chợt nhận ra mình quên mất không mang tiền theo. Đang định bỏ chạy thì ông chủ đã bước ra đòi tiền. Hết cách, Tiểu Đậu đành chạy trước. Trường Ca nói rằng tiểu đệ của mình về nhà lấy tiền nhưng ông chủ không tin. Sắp bị đưa đi gặp quan thì Tần Chuẩn đã có mặt trả tiền. Hai người thật sự có duyên với nhau. Anh đã nắm tay cô nàng dắt đi đến một nơi. Tại đây Tần Chuẩn lần nữa nhắc nhở Trường Ca, nếu không có việc quan trọng thì hãy mau rời khỏi thành Sóc Châu đi. Nhưng có bao giờ anh khuyên được cô đâu chứ. Hết cách, Tần Chuẩn đã nhờ Trường Ca tiễn mình đi một đoạn. Ra đến bên ngoài anh lại bảo cô hãy rời khỏi thành Sóc Châu. Nhưng nếu rời khỏi thì Trường Ca có thể đi đâu được chứ. Tần Chuẩn nói hãy cùng mình đến Thảo Nguyên, tại đó anh sẽ chăm sóc cô chu toàn. Nhưng thất vọng là Trường Ca đã từ chối. Đúng lúc này họ nghe thấy có một nhóm hùng sư đi ngang qua. Tần Chuẩn nói họ đang muốn công thành ngay lúc này. Tình thế cấp bách, Trường Ca đã mau chóng về thành thông báo. Rất may là gặp được Công Tôn Hằng. Trường Ca nói rằng quân của A Thi Lạc Bộ sắp đánh đến đây. Cô khuyên Công Tôn Hằng mau gióng trống cảnh báo. Nghe vậy ông ấy bảo rằng không vội. Trường Ca kích động bảo Công Tôn Hằng hãy mau chóng làm như thế, nếu không cả thành Sóc Châu sẽ gặp nguy hiểm mất. Tuy nhiên Công Tôn Hằng đã có chiến lược của mình, ông không có thời gian kể rõ cho Trường Ca nghe được. Trước mắt chỉ đành lôi cô về phủ nhốt lại. Khi này đội quân của Hùng Sư cũng đã tiến đánh. Trường Ca cho rằng trận này nguy to rồi, Công Tôn Hằng chỉ có cái danh, làm như vậy chẳng khác nào dâng thành Sóc Châu cho đối thủ. Khi cô đang oán trách thì Công Tôn Hằng đã về đến. Trường Ca trực tiếp chất vấn ông ta, hỏi rằng có phải thua thê thảm rồi hay không, tổn thất bao nhiêu binh lực rồi cơ chứ. Nhưng bất ngờ câu trả lời của Công Tôn Hằng là trận này đại thắng. Trường Ca thắc mắc là làm thế nào để thắng chứ. Tự phong thay chủ công mình kể lại mọi chuyện. Khi đó Công Tôn Hằng đã nắm được tình hình. Ông ấy đã chuẩn bị trước 3.000 cung tiễn thủ, không gióng trống cảnh cáo là để dụ địch vào tầm bắn. Chúng vừa đến thì đã bị hàng ngàn mũi tên bắn hạ. Sau đó Công Tôn Hằng đã mở cổng thành cho đội quân của mình ra tấn công. Một màn này khiến quân địch trở tay không kịp, thương vong vô số. Vừa nghe Trường Ca đã nhận ra đây là Yển Nguyệt trận. Công Tôn Hằng bất ngờ vì Trường Ca lại am hiểu binh pháp, bèn hỏi cô vậy tiếp theo đó ông đã làm gì. Dựa theo tình hình lúc đó thì Công Tôn Hằng đã đổi Yển Nguyệt trận thành Trường Xà trận, ép đối thủ lùi về một góc, sau đó đốt khói tín hiệu và đánh trúng trận. Sự việc bất ngờ này khiến Thổ Ca Thiết phải lui binh bỏ chạy, vì hắn tưởng rằng phía đông và phía tây còn có quân đang đến. Trường Ca nhận ra đánh trống trận trước đó chỉ là phô trương thanh thế, thật sự thành Sóc Châu chẳng còn đội quân nào cả. Cô nàng kể một loạt đúng như tình hình trận chiến được diễn ra. Công Tôn Hằng thán phục, nói Trường Ca đúng là thiếu niên anh tài, còn trẻ như thế mà đã am hiểu binh pháp đến nhường này. Trường Ca không dám nhận là cô trước đó coi thường khả năng của Công Tôn Hằng, không suy nghĩ gì mà nói ra lời bất kính. Công Tôn Hằng không chấp nhận chuyện nhỏ nhặt này, ông hiểu rõ là Trường Ca chỉ đang lo cho thành Sóc Châu mà thôi. Qua chuyện này cả hai bên đã tin tưởng đối phương hơn. Trường Ca quỳ xuống nguyện một lòng cùng Công Tôn Hằng chiến đấu ngăn địch. Ông ấy rất vui vì có kỳ tài như Trường Ca phò trợ. Bên này sau khi thảm bại trở về, Thổ Ca Thiết bị người của Tần Chuẩn Khịa không biết để mặt vào đâu. Tên này vì muốn tranh công đầu, thế nên mới tự ý xuất binh công thành, không hề biết đối phương như thế nào. Làm bừa như vậy thua là điều tất nhiên, là một tướng quân. Thổ Ca Thiết nắm giữ đội quân Hùng Sư trong tay, còn đội quân của Tần Chuẩn có tên là Ứng Sư. Tuy cùng là quân của A Thi Lạc Bộ,
nhưng Ưng Sư của Tần Chuẩn trước nay chưa từng thua trận. Khi này bên phía Trường Ca, cô nàng đã mang đến cho Công Tôn Hằng một đối sách nghênh địch. Sự huyền diệu trong kế hoạch này có lẽ sẽ thắng lợi thêm một lần nữa. Công Tôn Hằng hết lời khen ngợi tài năng của Trường Ca, mưu lược và tư duy của cô khiến ông nhớ đến một người. Khi được hỏi là người nào thì Công Tôn Hằng đã nói là Tần Vương. Khi còn trẻ ngài ấy thống lĩnh thiên binh vạn mã, liều chết xong pha trận địch, lúc đó cũng từng dùng mưu kế thế này. Nghe đến lịch sử hào hùng đó làm Trường Ca chạnh lòng. Tần Vương Lý Thế Dân là kẻ thù giết cả nhà cô, và cũng là người thầy dạy cô binh pháp chiến lược. Trường Ca nhận ra mình vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của ông ta. Bên này tuy Thổ Ca Thiết ngu ngốc, nhưng hắn đang nắm giữ một nội gián quan trọng. Rất nhanh kẻ đó đã hành động. Người này là Tư Mã Đồ, tổng quản hành quân của bốn châu biên giới. Mỗi lần Công Tôn Hằng muốn điều binh thì phải thông qua hắn. Nhưng lần trước vì tình hình cấp bách, Công Tôn Hằng tự ý điều binh là trọng tội. Tư Mã Đồ lấy lý do này bắt giữ Công Tôn Hằng lại. Ông ta làm thế là để giữ lại chức tổng quản hành quân của mình. Tư Mã Đồ cũng đang có ý định đầu hàng A Thi Lạc Bộ, vì ông ta biết thành Sóc Châu không thể nào cầm cự được lâu. Bên này Trường Ca đã nghe được tin Công Tôn Hằng bị giam giữ, giờ đây không thể tự ý cứu người ra được, bắt buộc Trường Ca phải nghĩ ra một kế sách vẹn toàn. Tối đó cô đã cho tướng lĩnh của Công Tôn Hằng âm thầm vào doanh trại địch bắn tên đốt kho lương thảo. Việc này khiến Thổ Ca Thiết tức giận, hắn gây áp lực lên thuộc hạ của mình, khiến hắn phải nhanh chóng đến tìm Tư Mã Đồ. Đứng một bên Tự Phong đang theo dõi việc này. Đúng lúc Tư Mã Đồ và thuộc hạ của Thổ Ca Thiết bàn việc, bên ngoài Tự Phong đã lẻn vào trong nghe lén kế hoạch của bọn họ. Trong lúc bất cần anh đã chạm vào một cành cây, hai tên bên trong phát hiện nhưng vẫn giả vờ không nghe thấy. Việc này thành công để nhóm binh lính bắt được Tự Phong. Ngay lập tức anh đã bị đưa vào thẩm tra. Thế nhưng đánh mãi mà Tự Phong vẫn không chịu khai. Việc này buộc lòng bọn chúng phải dùng hình với anh. Không biết kết quả thế nào mà lát sau Tự Phong đã an toàn trở về. Nhưng không ngờ tên này lại bắt giữ Trường Ca. Hóa ra lúc nãy vì không chịu được hình phạt, Tự Phong đã khai ra tất cả, rằng người sai khiến binh lính đi đốt kho lương thảo là Trường Ca. Thế nên đám người muốn bắt Trường Ca cho bằng được, chúng còn muốn Tự Phong ra tay hạ sát cô ấy. Tên này không hề chần chừ đâm cho Trường Ca một nhát. Nhận ra cô ấy đã chết nên thuộc hạ của Thổ Ca Thiết rất yên tâm. Hắn mau chóng trở về báo tin, giờ đây không còn ai ngăn cản. Ngày hôm sau binh lính của Thổ Ca Thiết đã có mặt ngoài thành Sóc Châu. Tên Tư Mã Đồ đã mở cổng thành bước ra ngoài. Hắn muốn đầu hàng và dâng lên thành Sóc Châu cho Thổ Ca Thiết. Đúng lúc Thổ Ca Thiết đang đọc thư xin hàng thì đã có một mũi tên bắn đến. Người làm việc đó chính là Trường Ca của chúng ta. Hóa ra Tự Phong không hề phản bội. Nhận thấy việc Tư Mã Đồ xin hàng bất thành, Thổ Ca Thiết tức giận cho hắn một đao. Sau đó liền ra lệnh cho đội quân của mình tiến lên cướp thành. Hàng ngàn kỵ binh không ngừng xông lên. Thổ Ca Thiết lại lần nữa mắc mưu lần trước. Khi kỵ binh tiến vào tầm nhắm thì Trường Ca đã hạ lệnh bắn tên. Sau đó là bày trận pháp đánh đuổi quân Hùng Sư đến bờ sông. Tại đây cũng có một đội quân của Thổ Ca Thiết. Trước kia bờ sông này là nơi ngăn cản hành quân, nhưng tháng 7 mỗi năm không có mưa nên nó đã rút cạn nước. Thổ Ca Thiết biết việc này nên đã tập hợp một đội quân đến đây. Nhưng hắn đâu thể ngờ được, tháng 7 năm nay mùa khô đến trễ. Lý do mà con sông không có nước là vì Trường Ca đã chặn nó lại rồi. Giờ đây cô đã cho binh lính phá đập khiến nguồn nước không ngừng tuôn ra. Cả cái dòng sông đã cuốn hết binh lính của Thổ Ca Thiết đi, khiến hắn một lần nữa thảm bại quay về. Toàn bộ kế hoạch này đều là do Trường Ca dựng nên. Trước đó cô phối hợp với Tự Phong giả chết, khiến đám người của Thổ Ca Thiết mau chóng đến trước thành Sóc Châu. Thổ Ca Thiết tham công đầu nên chắc chắn sẽ đến. Sau đó Trường Ca mượn tay hắn giết chết Tư Mã Đồ. Thế thì Công Tôn Hằng mới không còn bị giam giữ nữa. Còn kế hoạch ở bờ sông thì Trường Ca đã dựng nên từ trước đó. Lần này chỉ nhân cơ hội khiến Thổ Ca Thiết mắc bẫy mà thôi. Sau chuyện này Trường Ca đã được lên chức đô quý. Cô giúp thành Sóc Châu tránh được nạn hiến thành. Công Tôn Hằng liền quỳ xuống cảm tạ thay hàng vạn bách tính. Một trận thành danh, cả thành Sóc Châu đều ca ngợi công lao của Trường Ca. Khi này Hạo Đô cũng có mặt ở đây, hắn vẫn chưa từ bỏ việc hạ sát cô ấy. Khi này bên phía phủ thứ sử, Công Tôn Hằng bất ngờ nhận được tin kho lương thực bị cháy thành tro. Việc làm này là do người của Ưng Sư làm ra. So với Hùng Sư của Thổ Ca Thiết thì Ưng Sư là một đội quân hoàn toàn khác. Trước giờ Công Tôn Hằng không hề muốn phải đối đầu với Ưng Sư. Họ là đội kỵ binh tinh nhuệ dũng mãnh nhất của A Thi Lạc Bộ. Rất nhanh Tần Chuẩn đã mang Ưng Sư đến trước cổng thành. Trận chiến này là không thể tránh khỏi. Ưng Sư liên tục tấn công vào để mở cổng thành. Từng người lính dùng đòn bẩy để vào bên trong. Còn quân đội Sóc Châu cũng không ngừng thả những viên đá xuống. Họ dùng tất cả mọi cách để thủ vững thành trì này. Dù thế đội quân Ưng Sư cũng không ngừng lao lên. Trường Ca ra sức giết từng tên lính một. Từ đằng xa Tần Chuẩn đã nhìn thấy cô ấy. Ngay lúc này Công Tôn Hằng đã bị Ưng Sư xiêng cho một nhát. Tuy không mất mạng nhưng ông đã bị thương nặng. Trường Ca cho người mang Công Tôn Hằng về trị thương. Tại đây cô sẽ tạm thời thay ông chấn giữ. Trong tình thế nguy nan như vậy đội quân Ưng Sư còn có viện quân. Chúng không ngừng cho kỵ binh của mình ồ ạt lao đến thành trì. Đứng bên trên Trường Ca đã có cách ứng phó. Ưng Sư hành quân thần tốc cả đêm. Chắc chắn họ không có thời gian chuẩn bị đủ thức ăn cho ngựa. Dựa theo phán đoán này Trường Ca đã cho binh lính ném ra thức ăn có chứa trông sắt. Lũ ngựa thấy thế thì liền lao vào ăn. Khi chúng ăn phải trông sắt thì liền đau đớn dẫn đến hoảng loạn. Kế này thành công diệt trừ được kỵ binh.
Tần Chuẩn không ngờ lần này mình phải đối đầu với Trường Ca. Cả hai bên đã cùng dương cung nhắm về phía đối phương. Với khả năng thiện xạ của mình, Tần Chuẩn thành công bắn trúng Trường Ca, còn anh thì lại né được mũi tên. Tướng lĩnh Sóc Châu gặp nguy, quân đội Ưng Sư liền lên tinh thần hô hào kêu Sóc Châu đầu hàng. Nghe vậy lòng quân Sóc Châu đã dao động, tướng lĩnh không còn thì làm sao mà đánh. Hiểu rõ chuyện này, Trường Ca một lần nữa quật cường rút tên ra ngoài cơ thể mình. Cô anh dũng đứng lên thể hiện mình không sao. Quân đội Sóc Châu thấy vậy thì hừng hực khí thế, họ thề sống chết bảo vệ thành trì này. Tình huống hiện giờ nếu công thành chỉ khiến tử thương vô số mà thôi. Việc này bắt buộc Tần Chuẩn phải hạ lệnh cho Ưng Sư lui binh. Người vừa đi thì Trường Ca cũng gục ngã. Tối đó Tần Chuẩn đứng thẫn thờ trên núi, anh tự hỏi liệu mình có bắn chuẩn quá không, liệu Trường Ca có bị mũi tên đó làm nguy hiểm đến tính mạng hay không. Tần Chuẩn có chút hối hận khi đã bắn mũi tên về phía Trường Ca. Mấy ngày sau đó, cổng ở thành Tây Sóc Châu đã bị phá vỡ, đám người của Hùng Sư xông vào thành giết chóc bừa bãi. Đúng lúc này hai tên buôn người và Lạc Yên cũng ở đây, binh lính của Hùng Sư đã ra tay giết chết bọn chúng. Tên lính này còn muốn hạ sát cả Lạc Yên, cũng may cô nàng nhanh trí hất bột vào hắn, sau đó liền nhân cơ hội bỏ chạy. Lạc Yên trốn run rẩy nấp sau một gánh hàng không dám phát ra tiếng. Khi này tên lính dường như đã phát hiện ra cô, cũng may có người gọi hắn đi nên Lạc Yên mới thoát được một kiếp. Những sự việc này đúng là tra tấn tinh thần đối với Lạc Yên. Bên này Trường Ca đã tỉnh lại, cô đang cùng Tiểu Đậu đến thành Đông thì bị Hạo Đô tấn công. Trường Ca để Tiểu Đậu đi trước còn mình ở lại đây ngăn hắn lại. So về võ công thì Trường Ca vẫn không phải đối thủ của Hạo Đô. Đúng lúc cô sắp bị hắn giết thì Hãi Lão đã có mặt, có ông ở đây Hạo Đô chỉ có thể rời đi. Qua chuyện này dường như Hãi Lão đã biết thân phận của Trường Ca. Lát sau nhóm người đã hội hợp với Công Tôn Hằng. Trường Ca dự định sẽ theo con đường mà mình tìm được báo tin ra bên ngoài, tìm cứu viện đến cứu thành Sóc Châu, nhưng lần này đi thật sự rất nguy hiểm. Trường Ca còn đang bị thương, thấy vậy Tự Phong nói mình sẽ đi thay cô, nhưng con đường ra khỏi thành mà Trường Ca tìm được là một con kênh thoát nước, nó rất hẹp nên Tự Phong không thể nào qua được. Chuyện đến nước này Tiểu Đậu đã xung phong lãnh mệnh, mọi người đã cố ngăn cản nhưng Tiểu Đậu vẫn muốn đi, lần này để cậu đi là thích hợp nhất. Tiểu Đậu không sợ chết, cậu bé nói đợi khi mình lập công trở về, mọi người phải gọi cậu là Đậu đại tướng quân đó nhé. Cứ thế Tiểu Đậu đã một mình rời đi, Trường Ca rất tự hào khi mình có một đồ đệ như thế. Đến sáng thì Tiểu Đậu đã ra khỏi thành, nhưng trên đường mà cậu đi toàn là thi thể. Nghe đám lính A Thi Lạc Bộ nói thì được biết Đại Châu đã gặp nguy, đó là đường duy nhất đưa thư cầu cứu đến Trường An, cũng có nghĩa là quân cứu viện không hề biết tin để đến đây. Tiểu Đậu phải mau chóng trở về báo cáo tin tức này, nhưng cậu bé đi được nửa đường thì đã bị người của A Thi Lạc Bộ đánh ngất. Chúng áp giải Tiểu Đậu về gặp Thổ Ca Thiết. Cậu bé rất thông minh, để hắn không giết mình, Tiểu Đậu đã nói cậu có tác dụng. Giờ đây thành Sóc Châu đã hết đường cứu, Tiểu Đậu đề nghị hãy để mình đi bảo họ đầu hàng, đến lúc đó Thổ Ca Thiết không cần đánh cũng thắng, hắn sẽ thành công giành được công đầu từ tay của Ưng Sư. Biết được Tiểu Đậu là người bên cạnh Trường Ca, Thổ Ca Thiết chấp nhận thử tiếp một lần này, vì dù sao nếu thành Sóc Châu không đầu hàng thì hắn cũng không mất mát gì cả. Cứ thế Thổ Ca Thiết đã dẫn binh đến cổng thành Đông Sóc Châu, hắn mang ra Tiểu Đậu cho Trường Ca xem. Cô ấy thấy thế thì rất lo lắng, biết được kế hoạch này có hiệu quả, Thổ Ca Thiết liền bảo Tiểu Đậu kêu Trường Ca đầu hàng. Cậu bé cố gắng ngồi dậy truyền ám hiệu đến Trường Ca rằng Tiểu Đậu sẽ làm đại tướng quân. Trường Ca mất hết lý trí muốn cứu Tiểu Đậu cho bằng được, nhưng khi này cậu bé đã quỳ xuống giả vờ như mình đang cầu xin Trường Ca đầu hàng. Nhưng cái mà Tiểu Đậu muốn nói với Trường Ca là con lần này sẽ làm đại tướng quân, Tiểu Đậu sẽ là người làm đại tướng quân. Trường Ca hiểu rõ việc mà Tiểu Đậu muốn làm, trong tiềm thức cô muốn ngăn cậu bé đừng làm điều ngu ngốc, nhưng Tiểu Đậu đã quyết tâm rồi, lần này cậu sẽ làm đại tướng quân vì nước vì dân. Nói rồi Tiểu Đậu đã báo cáo lại thông tin quan trọng rằng Đại Châu đã thất thủ, không hề có viện quân đến đây. Vừa nói xong Tiểu Đậu đã bị hạ sát. Trường Ca bi thương tột cùng, ngay lúc này đã có đội quân cứu viện xông đến. Trước đó Tiểu Đậu dùng tính mạng của mình báo cáo rằng không hề có quân cứu viện, vậy thì quân cứu viện này chắc chắn là giả. Hiểu rõ việc đó, quân đội Sóc Châu phất lên cờ hiệu cùng lúc lao ra nghênh địch, tấn công bất ngờ giúp quân đội Sóc Châu giành lợi thế. Trường Ca tại đây khiến đội quân A Thi Lạc chôn thây, cô nhuộm máu xa trường báo thù cho Tiểu Đậu, từng tên một chết dưới kiếm của Trường Ca. Cảnh tượng kiên cường đó Tần Chuẩn đứng một bên nhìn thấy hết. Khi này Trường Ca muốn giết kẻ đã sát hại Tiểu Đậu, hắn không có khả năng phản kháng liên tục xin tha. Khi này có vài tên lính muốn lén tấn công Trường Ca, thấy thế Tần Chuẩn đã bắn tên cứu cô nàng, còn Trường Ca lúc này chỉ nghĩ đến báo thù mà thôi. Xong việc cô nàng khuỵu xuống kêu gào trong đau khổ, tiếng hét của Trường Ca vang vọng khắp thành Sóc Châu. Qua ngày hôm sau, nhóm binh lính và Trường Ca đã lập bia mộ bái tế cho Tiểu Đậu, đúng như cậu bé từng nói, nguyện đi theo Trường Ca, thà một phút huy hoàng còn hơn sống tạm bợ cả đời. Trường Ca đau khổ khóc thương cho đồ đệ của mình, cuối cùng thì Tiểu Đậu đã làm được đại tướng quân rồi. Tất cả đã dùng nghi lễ trịnh trọng nhất, cung nghênh Đậu đại tướng quân Khải Hoàn, cung nghênh Đậu đại tướng quân Khải Hoàn. Tối hôm đó, Trường Ca đã đến gặp Công Tôn Hằng. Cô có một kế sách cuối cùng để đối phó quân A Thi Lạc. Tháng 7 sắp có gió lớn, họ có thể giả vờ rút lui, nhường thành Sóc Châu cho Ưng Sư, sau đó bố trí củi khô trong thành, đợi quân Ưng Sư đến thì châm lửa đốt sạch bọn chúng.
Công Tôn Hằng không thể thực hiện kế hoạch cá chết lưới rách này. Lý do mà nhiều năm nay ông bảo vệ Sóc Châu, không phải vì muốn bảo vệ một căn cứ quân sự, mà là muốn giúp người dân trong thành an cư lạc nghiệp. Nếu thật sự đốt cháy thành Sóc Châu, sẽ có cơ hội diệt trừ một số quân của Ứng Sư, nhưng người dân cũng vì thế mà nhà tan cửa nát. Công Tôn Hằng không thể làm như thế được. Tối đó ông đã một mình đến gặp Tần Chuẩn. Hai người này luôn cùng chung chí hướng, đó là không muốn bách tính phải chịu khổ. Công Tôn Hằng tình nguyện dâng lên thành Sóc Châu, chỉ mong Tần Chuẩn đừng làm hại đến người dân. Ông còn hứa sẽ kèm theo một phần lễ vật, chắc chắn sẽ không để đội quân Ưng Sư phải khó xử. Tần Chuẩn hiểu Công Tôn Hằng muốn làm gì, anh hỏi ông ấy có đáng hay không. Công Tôn Hằng nói mình không hối hận. Qua ngày hôm sau, Công Tôn Hằng đã giao lại thành Sóc Châu cho Trường Ca. Ông ấy đã quyết định rồi rằng sẽ mở cổng thành đầu hàng. Thủ lĩnh của Ưng Sư đã hứa không làm hại bách tính trong thành, cái giá Công Tôn Hằng phải trả chính là cái đầu của mình. Trường Ca cố ngăn ông lại, nhưng giờ đây chỉ còn cách đó mà thôi. Quân trấn giữ trong thành một lòng theo ông, chỉ cần ông còn sống họ sẽ không đầu hàng, bách tính trong thành cũng như thế, dù có nguy nan thế nào họ cũng không rời khỏi thành, vì họ tin tưởng Công Tôn Hằng sẽ mang lại yên bình cho họ. Vì thế ông đâu thể nào phụ lòng bách tính được. Trước giờ ông luôn là cái gai trong mắt người A Thi Lạc, nếu ông còn sống thì họ chắc chắn không tha cho bách tính trong thành, nên giờ đây cái chết của ông sẽ vẹn toàn tất cả. Trường Ca đau lòng không muốn Công Tôn Hằng làm thế, cô ra sức ngăn cản nhưng đã bị Hãi Lão ngăn lại. Cứ thế hai người đã trơ mắt nhìn Công Tôn Hằng hy sinh. Trường Ca đau khổ oán trách, làm vậy có đáng không cơ chứ? Trăm ngàn năm sau cũng không ai biết Công Tôn Hằng là ai, rồi ai sẽ cảm kích cho sự hy sinh của ngài ấy? Làm vậy thật sự đáng hay sao? Trường Ca vẫn chưa thể hiểu nổi. Tối đó đứng trên núi nhìn về thành Sóc Châu, Tần Chuẩn kính rượu cho Công Tôn Hằng. Anh tiếc thương cho một vị anh hùng vì nước vì dân, tuy đã hứa với Công Tôn Hằng không làm hại bách tính, nhưng nếu Tần Chuẩn làm vậy sẽ là trái lệnh của Đại Khả Hãn. Sáng ngày hôm sau, đội quân Ưng Sư đã có mặt trước cổng thành Sóc Châu. Tần Chuẩn đợi Trường Ca ra đầu hàng. Khi này tại linh đường của Công Tôn Hằng, một người quen của Trường Ca đã bước vào đây. Hạo Đô đến để lấy mạng của Trường Ca, nhưng thân là quận chúa đại đường, Trường Ca phải bảo vệ con dân của mình, cô vẫn còn có chuyện phải làm. Nếu Hạo Đô ngăn cản chính là đối nghịch lại với đại đường. Hạo Đô hiểu rõ đại nghĩa này, anh không ngăn cản mà để Trường Ca rời đi. Lát sau cô đã mang thủ cấp của Công Tôn Hằng bước ra cổng thành. Khi này tuyết rơi mù mịt, Trường Ca lê từng bước chân đến chỗ Tần Chuẩn. Cô dâng lên thủ cấp của Công Tôn Hằng tình nguyện đầu hàng. Khi này Mục Kim đã lên tiếng xác nhận, giọng nói làm Trường Ca nhận ra Tần Chuẩn. Anh thấy thế cũng không giấu nữa liền tháo mặt nạ ra. Trường Ca không ngờ người bằng hữu tốt của cô lại là tướng quân Ưng Sư, nhưng giờ đây không phải lúc để cảm thán. Trường Ca khẩn cầu tướng quân, xin ngài tha cho bách tính trong thành Sóc Châu. Đội quân Ưng Sư nghe vậy thì tức giận, huynh đệ của họ chết nhiều vô số, giờ đây xin tha mạng là có thể tha được hay sao? Để trấn áp đội quân của mình, Tần Chuẩn đã xuống ngựa ra điều kiện với Trường Ca, anh có thể tha cho tính mạng bách tính trong thành, đổi lại Trường Ca phải quy phục và trở thành nô lệ của anh. Lời này khiến đội quân Ưng Sư hài lòng. Trường Ca hiện giờ là thống soái của thành Sóc Châu, nếu cô tình nguyện trở thành nô lệ thì họ sẽ tha cho bách tính trong thành. Trường Ca đau lòng nhìn Tần Chuẩn, chuyện đến nước này cô đành phải đồng ý trở thành nô lệ theo ý anh. Lát sau binh lính đã tiến vào trong thành, họ trói Trường Ca lên cột, thông báo cô là phản tặc đã trao thành Sóc Châu cho quân địch. Người dân oán thán không ngừng chửi rủa Trường Ca, cô nàng im lặng chịu đựng hết những việc này. Người dân chỉ tin những gì họ muốn tin, họ không tin người mà họ tin tưởng Công Tôn Hằng lại thua trận, thế nên mới trút giận lên người Trường Ca. Khi này Mục Kim cũng bước lên tuyên bố, Ưng Sư nể phục nghĩa tiết của Công Tôn Hằng, thế nên xá miễn cái chết cho người dân Sóc Châu. Họ nghe được việc này thì vui mừng lắm. Mục Kim hỏi Trường Ca có đáng không, chẳng ai hiểu cho sự hy sinh của Trường Ca. Trong mắt người dân chỉ toàn là sự oán hận đối với cô. Dù vậy Trường Ca không hề oán trách, Công Tôn Hằng đã hy sinh thế nào cơ chứ? Việc cô làm chẳng là gì so với ông ấy. Giờ đây Trường Ca hiểu cả rồi. Đó là đạo tế thế dân, tính ngưỡng mà Công Tôn Hằng luôn đi theo. Trường Ca cảm thấy việc mình làm là đáng lắm. Từ nay Trường Ca không thể ở lại đại đường được nữa. Cô phải trở thành nô lệ và đi theo Tần Chuẩn đến Thảo Nguyên. Hôm sau Trường Ca đã theo đội quân Ưng Sư tiến đến Thảo Nguyên. Đứng một bên Hạo Đô đang quan sát cô ấy. Xả thân cứu lấy đất nước, nay lại xa vào cảnh tù binh. Hạo Đô thầm nghĩ có chút tiếc nuối thay cho Trường Ca. Dù vậy với nhiệm vụ mà cha mình giao phó, Hạo Đô vẫn phải quan sát tình hình và trừ khử cô ấy. Hắn đã cho thuộc hạ đến A Thi Lạc Bộ làm việc này. Tên đó rất nhanh đã có mặt ở đây theo dõi Trường Ca. Có một con chuột theo đuôi, tất nhiên Tần Chuẩn biết việc này. Thế là tối đó anh đã cho người bắt Trường Ca ra ngoài, lấy lý do cô ấy không nghe lời mà lôi đi hành quyết. Tên sát thủ tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, hắn ngay lập tức truyền tin về cho Hạo Đô biết, nhiệm vụ của anh ta đã hoàn thành. Giờ đây Hạo Đô cần lên đường tìm kiếm Lạc Yên, vì Thúc Ngọc đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được cô ấy. Quay trở về với Trường Ca, Tần Chuẩn thành công giúp cô nàng qua mặt được tên sát thủ. Tối hôm đó khi dẫn Trường Ca đi, Mục Kim đã để người của mình đánh cháo Trường Ca với một tử tù, nhờ vậy mà giờ đây cô ấy không còn bị ai truy sát nữa. Khi này Lạc Yên vẫn đang lưu lạc khắp nơi, cô nàng đã tìm đến quan phủ nhờ giúp đỡ, nhưng với dáng vẻ rách nát quan phủ không tin Lạc Yên là công chúa.
cô ấy cũng không có thứ gì có thể chứng minh thân phận của bản thân. Tên quan này cho rằng Lạc Yên đang giả mạo công chúa, thế là liền dọa sẽ bắt cô nàng vào ngục giam. Quá sợ hãi, Lạc Yên chỉ đành bỏ chạy. Từ một công chúa giờ đây trở thành lưu dân thế này, Lạc Yên yếu đuối phải sống như thế nào đây? Trùng hợp làm sao Hạo Đô và Thúc Ngọc đã đến ngôi thành này, vì nơi đây là thành chỉ duy nhất họ chưa đến. Hạo Đô xông thẳng vào quan phủ nhờ hắn tìm người, khi nhìn thấy bức chân dung tên này liền hốt hoảng. Quan phủ nói vị cô nương này đã bị mình đuổi đi mất rồi, có lẽ cô ấy vẫn còn ở trong thành, mà khi này vì quá đói bụng Lạc Yên đã đến quầy hàng để mua bánh. Trải qua nhiều chuyện cô ấy rất cẩn thận, túi tiền giấu ở nơi rất kín đáo, suýt tí nữa là bị hiểu lầm. Khi này có một cậu bé chạy ngang va phải Lạc Yên, cô nàng tốt bụng gọi cậu bé lại chia nửa phần bánh cho cậu, nhưng Lạc Yên không ngờ cậu bé đó là kẻ trộm. Phát hiện túi tiền của mình đã bị lấy mất, Lạc Yên liền đuổi theo. Túi tiền đó là quà mà trường ca tặng cho cô, Lạc Yên mất tiền cũng được nhưng phải lấy lại túi tiền đó. Nghe vậy cậu bé đã trả lại túi tiền cho Lạc Yên, nhưng trong đó không còn xu nào hết. Lạc Yên nhớ đến trường ca mà bật khóc, lát sau quay lại thì thấy quan binh đang tìm kiếm mình. Lạc Yên tưởng họ muốn bắt mình nên liền bỏ chạy, vì trước đó tên quan phủ có dọa sẽ bắt Lạc Yên vào ngục giam. Cô nàng chạy đến một công xưởng vải để trốn. Tại đây Lạc Yên đã gặp được một cô tốt bụng, bà ấy giúp Lạc Yên qua mặt quan binh. Nhưng cũng vì thế mà quan phủ tưởng rằng cô ấy không còn trong thành nữa. Trở lại với Trường Ca, khi này cô ấy đã đến gặp Tần Chuẩn. Trường Ca đề nghị xin làm quân sư cho anh, cô sẽ giúp Tần Chuẩn hoàn thành 3 tâm nguyện. Khi hoàn thành rồi thì Tần Chuẩn phải thả cho cô rời khỏi Thảo Nguyên. Với sự thông minh của mình, Trường Ca đã thuyết phục được anh, vì những ngày này cô đã quan sát được nội tình của Ưng Sư rồi. Ưng Sư tuy là đội quân dũng mãnh nhất A Thi Lạc Bộ, nhưng cũng vì điều đó mà bị Đại Khả Hãn đề phòng, nếu không cẩn thận có thể bị ông ta loại trừ bất cứ lúc nào. Hôm nay Đại Khả Hãn đã triệu tập Tần Chuẩn đến gặp, anh chàng đã đoán ra được, ông ấy đến là muốn hỏi tội về việc anh tha cho dân chúng thành Sóc Châu. Từ chỗ Mục Kim, Trường Ca đã biết được việc này, hậu quả của việc tha cho dân chúng thành Sóc Châu là làm trái lệnh. Cô còn biết mũi tên khi trước là Tần Chuẩn cố tình bắn lệch, chứ nếu không Trường Ca đâu dễ gì mà qua khỏi như thế. Tần Chuẩn đã âm thầm làm nhiều việc vì cô mà cô không hề biết. Lát sau Đại Khả Hãn Nghiêm Lợi đã đến đây, đến cùng còn có Tiểu Khả Hãn Thiệp Nhĩ, cái tên luôn đối đầu với Tần Chuẩn. Nói là hỏi tội nhưng Tần Chuẩn đã có chuẩn bị cả rồi. Anh dễ dàng giải thích với Nghiêm Lợi, ông ấy là cha nuôi của anh, thế nên cũng không làm khó trong việc này. Nhưng hình như vẫn còn một chuyện khác mà Thiệp Nhĩ muốn tố cáo. Ở một bên Trường Ca cũng nhận ra điều bất thường, nếu chỉ là chuyện ở thành Sóc Châu thì Nghiêm Lợi đâu nhất thiết phải đến tận đây hỏi tội. Đúng lúc đó cô đã nhìn thấy thuộc hạ của Thiệp Nhĩ đang giam giữ một người Trung Nguyên. Trường Ca lén nhìn xem thì thấy người bị bắt là Dương Quân Khoách. Cô nàng rất nhanh đã hiểu ra vấn đề, hóa ra việc mà Thiệp Nhĩ muốn tố cáo đó là vụ ở thành U Châu. Khi đó Tần Chuẩn đã ra tay cứu Trường Ca và phá hỏng việc vận chuyển chiến lợi phẩm của hắn. Thiệp Nhĩ nói mình có bằng chứng cho việc đó, vì hắn đã bắt được Dương tướng quân của U Châu rồi, tên đó có thể chứng minh việc Tần Chuẩn đã cứu Trường Ca. Nghe vậy Tần Chuẩn bất ngờ lắm, nhưng anh không thể nào nhận tội được. Bên này Trường Ca đã hành động, cô nàng cùng thuộc hạ của Tần Chuẩn đánh lạc hướng đám canh gác, sau đó liền vào trong gặp Dương Quân Khoách. Lát sau thì hắn đã bị áp giải đến đây. Khi được hỏi có quen biết Tần Chuẩn hay không, tên này lại nói mình không giấu số chiến lợi phẩm kia, tất cả đều đã đưa cho Thiệp Nhĩ mang về hết rồi. Thấy tên này luôn mồm tố cáo mình, Thiệp Nhĩ tức giận cho hắn một đao, giờ đây chết không đối chứng. Tần Chuẩn thành công thoát được kiếp nạn này, anh có công trong việc chiếm thành Sóc Châu. Nghiêm Lợi đã ban xuống cho Ưng Sư một số nữ nô làm tùy tùng, xong việc ông ta cũng rời khỏi đây. Hóa ra khi vào gặp Dương Quân Khoách, họ đã nói với hắn rằng Thiệp Nhĩ muốn đổ tội cho hắn về việc làm mất chiến lợi phẩm. Tại A Thi Lạc Bộ, việc giữ chiến lợi phẩm làm của riêng là trọng tội, Dương Quân Khoách muốn giữ lấy cái mạng của mình, thế nên mới không ngừng tố cáo và bị Thiệp Nhĩ hạ sát. Qua chuyện lần này, Trường Ca đã lấy được lòng tin của đám người trong Ưng Sư, vì dù gì cô ấy cũng đã cứu thủ lĩnh của họ một mạng. Qua ngày hôm sau, số nữ nô được ban tặng đã đến với doanh trại Ưng Sư, trong số đó có một cô gái đáng ngờ. Ngay đêm tối cô ấy bị đám lính dẫn đi, trùng hợp Trường Ca thấy được cảnh này nên đã ra tay cứu giúp. Cô nàng lấy kiếm gõ đầu hai tên lính đang say rượu này, sau đó chém cảnh cáo để chúng phải bỏ đi. Cô gái được cứu nhìn thấy dáng vẻ anh tuấn của Trường Ca, tưởng rằng đây là nam nhân nên cô nàng có chút say mê rồi. Lát sau được biết cô nàng tên là Gigi Cổ Lệ. Gigi bị bắt đến A Thi Lạc Bộ làm nô lệ, thấy hoàn cảnh của cô ấy giống mình, Trường Ca đã để Gigi ở lại bên cạnh bầu bạn. Dù sao thì tại đây Trường Ca cũng không có người bạn nào cả. Hôm sau Mục Kim đã phát hiện ra Gigi tự ý để nô lệ trong lều trại là làm trái luật. Dù sao trong mắt Mục Kim thì Trường Ca vẫn là nam nhân. Mục Kim định kéo Gigi đi thì bị cắn cho một phát. Nghe thấy động tĩnh, Tần Chuẩn đã bước vào đây. Trường Ca đã xin anh cho Gigi ở lại với mình, Tần Chuẩn không hề phản đối việc đó. Mục Kim thấy rất kỳ lạ, tại sao anh lại hậu ái cho Trường Ca đến như thế. Tối đó Tần Chuẩn nướng đùi dê cho Trường Ca ăn, hai người lại tiếp tục tâm sự như những người bằng hữu. Lần này Tần Chuẩn không giấu nữa, anh nói mình biết Trường Ca là quận chúa Đại Đường. Cô nàng nghe vậy thì bất ngờ lắm, liền hỏi tại sao Tần Chuẩn không vạch trần mình, lẽ nào là vì để lợi dụng cô hay sao? Tần Chuẩn cạn lời, liền đáp rằng mình đã lợi dụng cô để giày vò chính mình.
Ở Trường An anh đã cứu cô, ở U Châu lại cứu cô lần nữa, tiếp đó tại Sóc Châu vẫn là anh cứu cô, giờ đây tại Thảo Nguyên mà anh còn phải nướng đùi dê cho cô ăn, đúng thật là anh đã lợi dụng cô nhiều thật đấy. Nghe được lời mỉa mai này, Trường Ca chẳng thể nói được gì, cô nàng nhận thấy mình đã nợ anh chàng này quá nhiều. Dưới ánh trăng đêm này, Trường Ca đã tựa vào vai Tần Chuẩn, anh chàng hoang mang nghĩ rằng đây là muốn lấy thân báo đáp sao, nhưng được một lát Trường Ca đã ngất lúc nào không hay. Tần Chuẩn thấy thế vội vàng đưa cô nàng vào lều, bên ngoài Mục Kim thấy cảnh đó thì thấy lạ lắm. Khi này Trường Ca đang đau bụng dữ dội, Di Di còn thấy có cả máu nữa, thế là thân phận nữ nhân của Trường Ca đã bị lộ. Tần Chuẩn kéo Mục Kim ra khỏi lều để giấu chuyện này, thế nhưng Mục Kim cũng không phải ngốc, giờ thì anh chàng mới biết lý do mà Tần Chuẩn quan tâm Trường Ca như thế, không ngờ thủ lĩnh của mình cũng biết yêu rồi cơ đấy. Còn bên trong Di Di đang oán trách, cô nàng cứ nghĩ mình đã gặp được người có thể giao phó cả đời, thế mà giờ đây Trường Ca lại là nữ nhân. Nghe vậy Trường Ca cũng chỉ biết bật cười mà thôi. Khi này bên phía Lạc Yên, sau một thời gian mưu sinh tại phường dệt vải, Lạc Yên đã có cơ hội về nhà. Vì hôm nay lưu dân được tổ chức di cư về phía nam, Lạc Yên chỉ cần đi theo họ thì sẽ đến được Lạc Dương. Tại đó quan phủ có quen biết cô nàng. Cứ thế Lạc Yên một lần nữa lên đường tìm về cố hương. Người vừa đi thì Hạo Đô đã đến phường dệt vải tìm. Vì trước đó anh nhìn thấy loại khăn tay mà Lạc Yên hay thêu được bán khắp nơi, hỏi thì mới biết nó bắt nguồn từ phường vải này. Nhưng vị cô nói Lạc Yên rời đi mất rồi, cô ấy đang trên đường đi đến Lạc Dương. Nghe vậy Hạo Đô ngay lập tức đuổi theo. Quay lại với Trường Ca, hôm nay đột nhiên cô phát hiện một nữ đội quân ưng sư đã đi đâu từ lúc nào. Mục Kim nói họ chỉ là đi đến doanh trại thống soái mà thôi. Trường Ca không phải đứa trẻ lên ba, lời nói hoang đường này không thể lừa được cô nàng. Trường Ca nhìn thấy trên bàn toàn là bản đồ chiến sự, nhận ra A Thi Lạc Bộ đang tiến đánh Trung Nguyên. Trường Ca ngay lập tức đuổi theo họ, rất nhanh cô đã bắt kịp đội quân của Tần Chuẩn. Vì không muốn Trường Ca dính đến chuyện này, thế nên Tần Chuẩn mới không nói cho cô ấy biết. Trận đánh lần này cả A Thi Lạc Bộ toàn quân xuất kích, cho dù ưng sư không đi thì vẫn sẽ có đội quân khác. Chỉ với một mình Trường Ca căn bản không thể ngăn được trận chiến này, Tần Chuẩn quyết không để cô ấy lao vào nguy hiểm, thế nên liền để người của mình áp giải Trường Ca trở về. Nhưng dù sao Trường Ca vẫn là con dân đại đường, cô đâu thể nào bỏ mặc không lo được. Trường Ca tìm cơ hội đánh ngất thủ vệ sau đó rời đi. Lát sau Tần Chuẩn đã nghe được tin, biết rằng không thể ngăn được cô ấy nên Tần Chuẩn cũng đành chịu. Mà khi này Trường Ca đã tìm đến doanh trại Trung Nguyên. Cô nàng cải trang thành người hầu đưa đồ ăn đến lều chủ soái nhưng đã bị phát hiện. Lúc này Lý Thế Dân cũng có mặt, biết đứa cháu này của mình còn sống, ông ấy thật sự rất xúc động. Dù vậy Trường Ca vẫn xem đó là giả tạo, cô không ngừng buông lời cay đắng với Lý Thế Dân. Ông ấy không chấp nhất chuyện này, chỉ cần Trường Ca bình an ông không mong muốn gì thêm nữa. Trường Ca oán trách ông máu lạnh vô tình, không hề đưa quân cứu viện đến Sóc Châu, mặc cho thành trì đó tự sinh tự diệt. Lý Thế Dân nói mình không hề nhận được thư cứu viện, nhưng cho dù có nhận được cũng không thể xuất binh cứu viện được. Từ khi Lý Thế Dân lên làm vua, đại đường loạn trong giặc ngoài, ông ấy phải bình định khắp nơi nên bây giờ đại đường dường như đã kiệt quệ. Trường Ca không tin việc đó, rõ ràng quân số của đại đường nhiều gấp mấy lần A Thi Lạc Bộ, sao có thể đến mức nguy nan như ông nói được. Lý Thế Dân không còn cách nào đành phải cho Trường Ca xem thực trạng của quân ta. Nhìn thấy thế trận trên bản đồ Trường Ca không tin vào mắt mình, tại sao binh lực hai bên lại cách xa đến như vậy, khi này mà đánh thì sao mà đại đường có thể thắng được. Lý Thế Dân đang thực hiện kế sách thành trống, binh lực đại đường chỉ bằng một nửa của A Thi Lạc Bộ, nhưng Lý Thế Dân lại thể hiện như trận này đại đường thắng chắc, ông ấy lừa cả quân địch lẫn quân ta. Trường Ca hốt hoảng, nếu các tướng sĩ mà biết chuyện này thế nào cũng dao động. Đây cũng là lý do Lý Thế Dân có mặt ở đây, ông ấy muốn ngự giá thân chinh, có mặt hoàng đế của mình ở đây thì các tướng sĩ không cần phải sợ nữa. Lý Thế Dân sai thuộc hạ đưa Trường Ca rời khỏi đây, còn ông sẽ cùng các tướng lĩnh ra trận nghênh địch. Dù các triều thần đã cố ngăn hoàng đế của mình lại, nhưng là vua của đại đường, trận này Lý Thế Dân quyết phải ngự giá thân chinh. Đây cũng là cơ hội duy nhất để đại đường giành chiến thắng. Nhìn thấy cảnh này Trường Ca đã rơi lệ, lẽ nào cô đã nghĩ sai về nhị thúc của mình rồi sao? Với cương vị là một hoàng đế, Lý Thế Dân anh dũng xông pha chiến trường. Ông không hề phụ lại lòng tin của con dân đại đường dành cho ông, nhờ có Lý Thế Dân mà binh sĩ tinh thần lên cao, một mạch đẩy lùi quân A Thi Lạc Bộ khỏi đại đường. Giờ đây cả hai quân đang đối diện với nhau tại một dòng sông, Lý Thế Dân một mình đi ra giữa cây cầu, mạnh dạn tuyên bố nếu quân A Thi Lạc Bộ dám tiến lên đánh, thì ông sẽ cùng quân của mình chiến đấu đến chết không thôi. Với khí thế này đại đường thành công chèn ép được đối phương, Lý Thế Dân được đà lấn tới, ông nói trận đánh này là vô nghĩa, nếu lao vào chỉ khiến hai bên tử thương vô số mà thôi, dù ai chiến thắng cũng là tổn thất nghiêm trọng. Lý Thế Dân đề nghị ngày mai tại bờ sông Vị Thủy này, ông sẽ cho A Thi Lạc Bộ cơ hội hòa đàm, còn nếu muốn đánh thì ông cũng sẽ không nhượng bộ. Cứ thế hai quân chỉ đành đợi đến sáng mai. Trường Ca đang lén theo A Thi Lạc Bộ trở về thì bị Tần Chuẩn bắt gặp, anh cũng không thèm nói nhiều liền dẫn cô đi. Tần Chuẩn rất tức giận, sao cô có thể mạo hiểm đến doanh trại đại đường được chứ, nếu không phải anh mà là người khác phát hiện ra cô, thế thì cô chẳng còn đường sống nữa rồi. Đúng lúc này đại khả hãn Nghiêm Lợi đã bước vào, ông ta muốn bàn chuyện với Tần Chuẩn. Nghiêm Lợi dự định ngày mai sẽ nghị hòa lui binh,
vì vốn dĩ ông ta cũng không biết thực hư đối thủ có bao nhiêu quân số, nhưng kế sách nghị hòa này chỉ là giả vờ mà thôi. Nghiêm Lợi dự định ngày mai sẽ tập hợp các cung tiễn thủ tài giỏi nhất, nhân lúc nghị hòa bắn chết Lý Thế Dân, chỉ cần vua của Đại Đường chết thì trận này dễ đánh rồi. Nấp một bên, Trường Ca đã nghe được tất cả, cô nàng quyết tâm phải ngăn được thảm kịch này. Nếu Lý Thế Dân chết thì Đại Đường sẽ máu chảy thành sông. Rất nhanh, buổi nghị hòa sắp được diễn ra, Lý Thế Dân và Nghiêm Lợi cùng nhau đi ra giữa cầu. Tại bờ bên này, đội cung tiễn thủ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần có mệnh lệnh thì họ sẽ bắn tên. Ở một bên, Trường Ca đã trà trộn vào đây rồi, cô nàng dương cung nhắm về phía bên kia cầu. Ngay lúc Lý Thế Dân sắp uống chung rượu thì Trường Ca đã bắn hạ. Thấy có nguy hiểm, binh lính Đại Đường đã xông lên. Nghiêm Lợi hốt hoảng nói đây là âm mưu của kẻ khác, hắn không hề có ý định phá hủy buổi nghị hòa. Nghiêm Lợi chỉ có cách không ngừng giải thích, hắn không thể để quân của mình lao lên được, vì nếu như thế chính hắn cũng gặp nguy hiểm. Lý Thế Dân thừa biết tên này đang nói dối, nhưng đây cũng là cơ hội để Đại Đường chiếm thế thượng phong. Giờ đây nếu Nghiêm Lợi vẫn muốn nghị hòa, thì hắn phải cho quân của mình rút về thảo nguyên 90 dặm, đợi khi quân của hắn rút về rồi thì hắn mới được trở về. Cứ thế quân A Thi Lạc Bộ chỉ có cách rút về thảo nguyên, Trường Ca cũng bị áp giải đi. Xong việc thì hai bên cũng đã nghị hòa thành công. Đến khi trở về, Nghiêm Lợi rất tức giận, hắn cho áp giải kẻ bắn tên hụt lên trị tội. Nghiêm Lợi muốn biết kẻ vô dụng này thuộc quân đội của ai. Trường Ca đang mặc trên người là bộ giáp của Lăng Sư, cô nàng nói mình là thuộc hạ của Tiểu Khả Hãn Thiệp Nhĩ. Nghe vậy hắn cũng không thể giải thích, vì vốn dĩ đội quân Lăng Sư dưới quyền của Thiệp Nhĩ. Trường Ca cố biện minh cho bản thân, cô nói rằng mình một lòng muốn giết Lý Thế Dân, chỉ trùng hợp khi đó hắn đưa chung rượu lên làm lệch hướng mũi tên, nếu không thì cô đã bắn trúng và lập công rồi. Vì Trường Ca nói mình là người của Lăng Sư nên Thiệp Nhĩ bị trách tội, vì cũng không phải là cố ý nên Trường Ca được tha tội chết. Thiệp Nhĩ tức giận đưa cô nàng về Lăng Sư trừng phạt. Tần Chuẩn hiện tại không thể làm gì, nhưng anh nói mình chắc chắn sẽ cứu được cô ấy. Bên này Lý Thế Dân không biết là có người giúp mình hay là thật sự do người của Nghiêm Lợi bắn hụt. Nếu mà là có người giúp, ông chỉ mong đó không phải là Trường Ca. Khi này cô nàng đã bị áp giải về doanh trại chủ soái, tại đây được gọi là Vương Đình, hoàng hậu của Đại Khả Hãn được gọi là Khả Đôn. Khi Nghiêm Lợi về tới nơi thì Khả Đôn Dịch Thừa đã đến hầu hạ ông ta, nhưng Nghiêm Lợi rất coi thường người vợ này, luôn chèn ép không đối xử tốt với bà ấy. Vì Dịch Thừa là công chúa của Đại Tùy, trước khi Đại Tùy sụp đổ thì Dịch Thừa đã được gả đến A Thi Lạc Bộ hòa thân. Tại Vương Đình này thế mà Trường Ca lại gặp người quen, ông ấy là La Nghĩa tướng quân, trước kia là đại tướng dưới trướng cha cô. Khi cha cô chết, ông ấy đã khởi binh làm phản, nhưng rất nhanh đã bị Lý Thế Dân đánh bại, cuối cùng trốn chạy và bị quân của A Thi Lạc Bộ bắt giữ. Tối đó Trường Ca muốn đến xem tình hình La Nghĩa, bất ngờ hai lính gác không hiểu vì sao đã ngủ mất tiêu. Nhân cơ hội này Trường Ca đã vào bên trong, đúng lúc đó lại có người khống chế cô từ đằng sau. La Nghĩa kêu người đó dừng tay, ông dường như đã nhận ra Trường Ca rồi. Sau khi nói vài câu, La Nghĩa đã biết cô là quận chúa. Hai người trò chuyện rất nhiều việc, Trường Ca muốn cứu La Nghĩa ra ngoài, nhưng việc này thật sự rất nguy hiểm, La Nghĩa khuyên cô đừng nên làm thế. Dù vậy Trường Ca vẫn quyết tâm với ý định của mình. Cô gái mặc áo đen này là Thập Bát, thuộc hạ trung thành của La Nghĩa. Thủ vệ bên ngoài là do cô ấy dùng mê hương làm ngất. La Nghĩa dặn dò Thập Bát phải phối hợp với Trường Ca. Lát sau khi ra ngoài, Trường Ca đã bị binh lính bắt gặp, tưởng rằng cô đã đánh ngất thủ vệ. Đám lính này muốn xử quyết Trường Ca ngay tại đây. Cũng may là có người tới cứu giúp. Người phụ nữ này tên là Lan Nhi, người hầu của Khả Đôn Dịch Thừa. Nhờ bà ấy nói giúp mà Trường Ca mới được thả đi. Lát sau đám lính cũng đến kiểm tra, thấy La Nghĩa vẫn còn bên trong chúng mới yên tâm. Bên này Trường Ca đã gặp mặt Dịch Thừa, vừa nhìn bà ấy đã biết Trường Ca là nữ tử, vì trước kia Dịch Thừa cũng hay cải nam trang. Trường Ca rất ngạc nhiên khi biết đây là Dịch Thừa công chúa. Bà ấy năm xưa tình nguyện hòa thân cứu giúp đất nước. Đối với nữ tử Trung Nguyên thì Dịch Thừa rất vĩ đại, là nữ tử với nhau nên hai người nói chuyện rất hợp. Dịch Thừa cứu Trường Ca là vì La Nghĩa tướng quân, bà ấy rất ngưỡng mộ người xông pha chiến trường vì đất nước như La Nghĩa. Nhưng Dịch Thừa chỉ giúp được nhiêu đó thôi. Tuy là Khả Đôn của A Thi Lạc Bộ, nhưng bà ấy không hề có quyền gì cả, chỉ là một nữ tử Trung Nguyên luôn bị coi thường tại đây mà thôi. Trò chuyện một lát, Trường Ca đã rời đi. Cô nàng chạm mặt Tần Chuẩn, anh ấy đã có cách cứu Trường Ca ra khỏi đây rồi. 3 ngày nữa là đại hội Khố Lý Đài, khi đó Tần Chuẩn sẽ thách đấu với Thiệp Nhĩ, người chiến thắng sẽ được lấy một thứ từ đối phương. Tần Chuẩn sẽ thắng và mang Trường Ca trở về, nhưng cô nàng có vẻ khó xử. Nghe Trường Ca nhắc đến La Nghĩa thì Tần Chuẩn đã hiểu, anh nói cô đừng làm điều ngu ngốc, không có cách cứu được người ra khỏi đây đâu. Dù vậy Trường Ca vẫn không chịu nghe. Tần Chuẩn lo lắng ôm cô vào lòng, anh chỉ mong Trường Ca được bình an mà thôi. Qua ngày hôm sau, có một nữ nhân đã đến với Vương Đình, cô ta là Cầm Sắc, người phụ nữ được Nghiêm Lợi sủng ái nhất. Hai người này ân ái với nhau còn làm khó Dịch Thừa, Cầm Sắc bắt bà ấy phải rót rượu cho mình, sau đó cố tình làm đổ để Nghiêm Lợi chút giận lên Dịch Thừa, bà ấy chỉ có thể nhịn nhục mà không dám phản kháng. Lát sau Dịch Thừa đã gọi Trường Ca đến lều của mình, họ bàn về việc cứu La Nghĩa tướng quân ra ngoài. Dịch Thừa hết chịu nổi rồi, bà ấy muốn giúp gì đó cho Trung Nguyên, để sau này có cơ hội trở về cố hương. Trong cuộc trò chuyện chúng ta được biết, từ khi được gả đến A Thi Lạc Bộ,
Dịch Thừa đã phải hầu hạ 4 đời Khả Hãn, Thiệp Nhĩ chính là con của bà ta với đời Khả Hãn thứ 3, còn Nghiêm Lợi là Khả Hãn đời thứ 4. Ông ta vì để trói buộc Thiệp Nhĩ, thế nên ngay từ nhỏ không để Thiệp Nhĩ và Dịch Thừa gặp nhau. Vì chuyện này làm Dịch Thừa rất hận, bà ấy đã nói kế hoạch giải cứu cho Trường Ca biết. Lát sau khi cô nàng ra ngoài đã bị Thiệp Nhĩ bắt gặp, hắn ta bóp cổ Trường Ca để tra hỏi tại sao cô lại bước ra từ lều của mẹ hắn. Nhờ hành động này mà Thiệp Nhĩ biết Trường Ca là nữ nhân. Vì cô nàng không hề có huyết hầu, Thiệp Nhĩ cũng biết Tần Chuẩn luôn muốn cứu Trường Ca. Giờ đây biết cô là nữ nhân thì mọi chuyện có thể giải thích rồi. Đến ngày đại hội diễn ra, Thiệp Nhĩ đã mang Trường Ca đến đây với thân phận người hầu. Với ý định chọc tức Tần Chuẩn, hắn ta liên tục kêu cô rót rượu hầu hạ mình. Sau đó còn để Trường Ca đến bên rót rượu cho Tần Chuẩn. Vừa uống xong, anh chàng đã giả vờ tức giận, liền đứng ra xin thách đấu với Thiệp Nhĩ, với mong muốn lấy nữ hầu bên cạnh Thiệp Nhĩ về tay. Thấy hai người muốn đánh nhau vì một nữ nhân, Nghiêm Lợi không hề nghi ngờ mà tán thành việc này, còn Thiệp Nhĩ cũng vội đồng ý. Hắn ta trước giờ luôn hơn thua với Tần Chuẩn, đây cũng là cơ hội để hắn thể hiện bản thân mình. Cứ thế hai người đã bước lên võ đài, họ rất nhanh đã vung đao về đối phương. Chiến đấu bình thường thế này, tất nhiên Tần Chuẩn luôn chiếm ưu thế. Anh thành công chém vài nhát lên người Thiệp Nhĩ, sau đó còn cho hắn một đạp văng đi. Tên này không dễ dàng chịu thua như vậy. Hắn ẩn giấu bên trong thanh đao là một con dao nhỏ. Thiệp Nhĩ dùng thứ này đâm cho Tần Chuẩn một nhát, sau đó từ trong con dao hắn lấy ra sợi dây thép xiết cổ Tần Chuẩn. Trong trường hợp khó khăn này Tần Chuẩn vẫn thoát ra được. Anh đánh ngã Thiệp Nhĩ và kề đao vào cổ hắn. Cứ thế Tần Chuẩn là người giành chiến thắng. Anh ngay lập tức buông bỏ thanh đao và tiến về phía Trường Ca. Tần Chuẩn muốn đưa cô nàng về, thế nhưng đang đi Trường Ca lại không chịu rời khỏi đây. Cô nàng chạy đến lều của Nghiêm Lợi, xin được ở lại đây hầu hạ cho Thiệp Nhĩ. Cô nói mình không muốn đi đâu cả. Tần Chuẩn hiểu rõ ý định của Trường Ca, anh thật sự rất thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn làm theo mong muốn của cô nàng. Trường Ca ở lại đây là để cứu La Nghĩa. Hôm sau khi mọi người tham gia hội đi săn, Trường Ca đã đánh lạc hướng thủ vệ, thành công mang La Nghĩa vào một bồn chứa nước rồi vận chuyển ra ngoài. Lan Nhi cũng có mặt ở đây giúp Trường Ca, bà ấy thường xuyên ra ngoài lấy nước cho Khả Đôn nên không bị nghi ngờ. Cứ thế Trường Ca thành công mang người rời khỏi doanh trại. Bên này Thiệp Nhĩ cũng đã phát hiện, hắn biết Trường Ca ở lại đây là có âm mưu gì đó, thế nên luôn đề phòng và phát hiện La Nghĩa đã được cứu đi. Thiệp Nhĩ ngay lập tức cho người của mình đuổi theo. Bên này Trường Ca và La Nghĩa đã hội hợp với Thập Bát, bọn họ định lên ngựa rời đi. Nhưng lúc này Xích Nghê và Lang Sư cũng đã đến, hiểu rõ không thể thoát được, vì với thân thể này La Nghĩa có chạy cũng không thể thoát. Ông ra được đến đây là mãn nguyện rồi. La Nghĩa dặn dò Thập Bát từ nay phải đi theo bảo vệ Trường Ca. Nói rồi La Nghĩa tạm biệt cô nàng, ông để Thập Bát đưa Trường Ca đi, còn bản thân thì ở lại ngăn cản đám truy binh. La Nghĩa dùng cái thân già này cầm chân bọn họ, cuối cùng đã bị Xích Nghê cho một đao tiễn đi. Xong việc hắn cũng không buông tha cho Trường Ca. Đuổi theo một lát thì Thiệp Nhĩ cũng có mặt, giờ đây không còn đường nào để thoát nữa. Rất may là Tần Chuẩn và Ưng Sư đã có mặt kịp thời, anh không ngại đánh với Lang Sư để mang Trường Ca đi. Đúng lúc họ sắp đánh nhau thì Xích Nghê đã đến ngăn cản. Hắn để Tần Chuẩn đưa Trường Ca rời đi để tránh thương vong. Tuy nhiên đây cũng là kế hoạch của Xích Nghê, Tần Chuẩn đưa người đi như vậy chắc chắn sẽ bị Nghiêm Lợi trách tội. Như thế thì cả Ưng Sư cũng bị kéo xuống nước. Lát sau khi sắp trở về đến nơi, Mục Kim đã đến và đưa cho Tần Chuẩn một thứ. Đây là thứ mà Thiệp Nhĩ đưa để uy hiếp Tần Chuẩn. Nhận được nó anh liền quay lại Vương Đình. Trước đó cũng không quên cho người mang Trường Ca trở về Trung Nguyên. Cô nàng không muốn rời đi, lỗi ai người đó chịu, nếu cô đi thì Ưng Sư sẽ phải gánh lấy trách nhiệm này. Tần Chuẩn rất tức giận, từ khi cô quyết định làm như thế thì Ưng Sư và cả anh đã bị kéo vào rồi. Giờ đây cô mau cút về Trung Nguyên, đừng để anh phải phiền lòng nữa. Nhìn thấy sự giận dữ đó, Trường Ca không thể nói được gì, cô chỉ đành lên ngựa rời đi, nhưng hóa ra cũng chỉ là giả vờ mà thôi. Trường Ca hỏi Mục Kim thứ mà Tần Chuẩn nhận được là gì. Mục Kim nói đó là hoa tai của mẹ nuôi Tần Chuẩn. Nghe vậy Trường Ca hoảng hốt, chắc chắn bà ấy đang gặp nguy hiểm. Trường Ca nhanh chóng cùng Mục Kim quay lại Vương Đình, mà khi này Tần Chuẩn đã đến nơi. Bất ngờ mẹ nuôi của anh chàng lại là Lan Nhi. Tại đây Thiệp Nhĩ dùng tính mạng của bà ấy ép Tần Chuẩn quỳ xuống nhận lỗi, không những thế còn bắt anh phải dập đầu với hắn. Nhìn thấy con trai sắp vì mình mà làm như thế, Lan Nhi không thể nhịn được khi thấy cảnh này, bà ấy quyết định từ bỏ sinh mạng của mình. Chứng kiến cảnh đó Tần Chuẩn hốt hoảng lao đến, còn Thiệp Nhĩ cũng sợ hãi mà bỏ chạy, vì hắn biết Tần Chuẩn thế nào cũng nổi điên, trong bi thương tột cùng. Tần Chuẩn muốn giết hết tất cả, mẹ nuôi chính là giới hạn cuối cùng của anh. Tần Chuẩn tức giận lao đến hạ sát từng tên một, cả đám lang sư không ai có thể ngăn được anh. Thiệp Nhĩ đang bỏ chạy đã bị Tần Chuẩn bắn tên vào chân, tên thuộc hạ của hắn muốn ngăn cản cũng bị anh hạ sát. Giờ đây Thiệp Nhĩ chỉ có thể nằm đó chịu trận mà thôi. Cùng lúc này Trường Ca và mọi người cũng đã đến, họ phải ngăn Tần Chuẩn lại trước khi quá muộn. Ngay lúc này Tần Chuẩn ra tay thì Dịch Thừa đã lao ra đỡ lấy, bà ấy cầu xin anh đừng làm hại đến Thiệp Nhĩ. Dịch Thừa tình nguyện đền tội thay con trai của mình. Thiệp Nhĩ cũng như thế, hắn che chắn không để Tần Chuẩn làm hại đến mẹ hắn. Nhìn thấy cảnh này Tần Chuẩn không thể ra tay được, cuối cùng anh chỉ đành tha cho hai mẹ con này. Đúng lúc đó Xích Nghê đã đến,
hắn muốn làm hại đến Tần Chuẩn thì Ưng Sư đã có mặt. Trường Cao muốn đưa Tần Chuẩn về trước, nhưng anh chàng khi này không giữ được bình tĩnh, oán trách mọi chuyện đều tại vì Trường Ca. Nếu cô chịu nghe anh khuyên thì mẹ anh đã không phải chết. Cô nàng không thể nói được gì, chỉ đành đánh ngất Tần Chuẩn và đưa về. Thấy người rời đi, Xích Nghê muốn đuổi theo, Thiệp Nhĩ muốn ngăn hắn lại nhưng không được. Khi đám người đi đến ngã ba, Trường Ca bảo Mục Kim hãy đưa Tần Chuẩn đi đường tắt, còn cô sẽ ở lại đánh lạc hướng Lăng Sư. Cứ thế đám người đã tách ra, đi được một lát họ lại tách ra lần nữa. Vì Trường Ca không muốn liên lụy đến Ưng Sư, cô nàng phi ngựa đi thì đã bị Xích Nghê bắn tên xuyên người. Bọn chúng xuống ngựa từ từ đi đến phía Trường Ca. Mà khi này Mục Kim đã đưa Tần Chuẩn về Ưng Sư, nghỉ ngơi hồi lâu anh chàng mới bình tĩnh lại. Tần Chuẩn hỏi Mục Kim về tình hình của mọi người, biết được Trường Ca dẫn dụ Lăng Sư đi xong rồi không rõ tin tức, Tần Chuẩn muốn nhanh chóng đi tìm người. Anh đã mất mẹ của mình rồi, không thể để mất đi Trường Ca nữa. Nhưng với thân thể này Tần Chuẩn có đi cũng vô dụng. Mà khi này ở Vương Đình, trúng một tên nhưng may mắn Dịch Thừa không sao. Nghe tin đó Thiệp Nhĩ vui mừng lắm, nhưng giờ hắn cảm thấy có chút tội lỗi rồi. Lúc đầu chỉ muốn hạ nhục Tần Chuẩn để hạ dạ mà thôi. Thiệp Nhĩ không ngờ mọi chuyện lại đến nước này. Lát sau Xích Nghê cũng về báo tin, hắn không bắt được Trường Ca. Lúc định ra tay thì không biết từ đâu xuất hiện một kiếm khách. Anh ta thân thủ bất phàm, chỉ với vài đường kiếm đã hạ gục tất cả. Xích Nghê bắn tên cũng không làm gì được anh ta. Trường Ca chính là được người này cứu đi. Thiệp Nhĩ biết được chuyện đó nên liền đến báo cho Tần Chuẩn biết. Vừa gặp hắn đã bị cho một đạp. Tần Chuẩn không giết hắn, không phải vì thương hại mẹ con hắn, mà là anh sợ liên lụy đến các huynh đệ của Ưng Sư. Nếu Thiệp Nhĩ chết thì chắc chắn cả Ưng Sư cũng chết theo. Anh không ra tay chỉ là nghĩ đến đại cục mà thôi. Từ trước đến nay Tần Chuẩn không hề muốn đối đầu với Thiệp Nhĩ, chỉ là do hắn luôn muốn hơn thua mà thôi. Giờ đây xảy ra chuyện như vậy hắn mới biết mình sai. Bên này Trường Ca đã tỉnh lại, người cứu cô là kiếm khách Tư Đồ Lang, kế bên là Tôn Chân Nhân, ông ấy đã trị khỏi vết thương cho Trường Ca. Hai người thường xuyên đi hành hiệp trượng nghĩa khắp nơi, thế nên chẳng cần Trường Ca báo đáp gì cả. Quay lại với Vương Đình, Nghiêm Lợi rất tức giận khi nghe được tin. Ông ta ngay lập tức dẫn binh đến Ưng Sư, với ý định trừng phạt Tần Chuẩn. Anh chàng cũng chuẩn bị tự mình gánh tội hết rồi, nhưng không ngờ Nghiêm Lợi lại không phải đến trừng phạt Tần Chuẩn. Hóa ra trước đó Thiệp Nhĩ đã nói giúp, hắn nói mình và Tần Chuẩn cùng đi bắt La Nghĩa, vì tranh công mà cả hai đã có tranh chấp. Vô tình Thiệp Nhĩ hạ sát mẹ nuôi của Tần Chuẩn, thế nên mới dẫn đến mọi chuyện sau này. Vì vậy mà Nghiêm Lợi đến đây không phải để trừng phạt, mà là an ủi Tần Chuẩn bớt đau thương. Từ trước đến nay ông ta luôn giữ mẹ nuôi của Tần Chuẩn tại Vương Đình, dùng bà ấy để giữ Tần Chuẩn luôn trung thành. Nhưng giờ đây người đã không còn nữa. Tần Chuẩn muốn Nghiêm Lợi ban cho mình một đặc ân, anh muốn ngao du khắp nơi giống như ước nguyện của mẹ mình. Vì thế Tần Chuẩn trao trả lại Ưng Sư cho Nghiêm Lợi. Ông ta không muốn điều này xảy ra chút nào, nhưng tâm ý Tần Chuẩn đã quyết ông không thể ngăn được. Lần này anh chàng rời đi chính là để tìm kiếm Trường Ca, mà khi này cô ấy đang thẫn thờ mất hết ý chí sống. Từ những lời nói của Tần Chuẩn khi trước, Trường Ca tự trách bản thân, cô cũng cho rằng vì mình mà mẹ của anh mới chết. Nhìn thấy cảnh này, Tôn Chân Nhân và Tư Đồ Lang biết Trường Ca đang có tâm bệnh, cứu người thì cứu tới cùng. Khi này Trường Ca đến nói với họ, nếu hai người không muốn cô trả ơn thì cô đi đây. Ngay lập tức Tư Đồ Lang chạy đến tấn công Trường Ca, ép cô nàng phải đánh một trận với anh. Nhưng chỉ với vài chiêu Trường Ca đã bị đánh ngất, Tư Đồ Lang cảm thấy mình sắp có đồ đệ rồi. Khi này tại biên giới Trung Nguyên, Thập Bát đang cầm một bức chân dung mình tự vẽ, đi khắp nơi tìm tung tích của Trường Ca. Thế nhưng bức chân dung này làm sao tìm người được. Tự Phong cũng vô tình đi đến và muốn giúp đỡ. Anh hỏi người Thập Bát tìm tên là gì. Khi biết người cô nàng tìm là Trường Ca, nghi ngờ Thập Bát là người của triều đình, Tự Phong muốn bắt cô lại nhưng đã bị Thập Bát khống chế ngược lại. Tự Phong nói Trường Ca là tiểu chủ công của mình. Lát sau thì Thập Bát cũng gặp mặt Tần Lão. Hai người này cũng luôn tìm kiếm Trường Ca mà không thấy. Trước kia khi Công Tôn Hằng chuẩn bị tự sát, ông ấy đã bảo Tần Lão và Tự Phong sau này đi theo Trường Ca. Tính ra cả ba người này giờ đây đều là thuộc hạ của cô nàng. Họ đồng ý với nhau cùng hợp tác đi tìm Trường Ca. Mà khi này Trường Ca vẫn đang bị Tư Đồ Lang đuổi đánh. Anh muốn đánh để vực dậy ý chí sống cho cô, nhưng cô nàng oán trách anh dùng kiếm thì làm sao cô đánh lại được. Nghe vậy Tư Đồ Lang liền đưa kiếm cho Trường Ca. Thế nhưng chỉ với một cành cây anh vẫn dễ dàng chiến thắng. Tư Đồ Lang muốn nhận Trường Ca làm đệ tử, anh không muốn Việt nữ kiếm của mình bị thất truyền. Nghe vậy Trường Ca rất hứng thú, hỏi rằng bộ kiếm pháp này rất lợi hại sao, có thể xông vào trận địch lấy đầu tướng lĩnh hay không. Nghe vậy Tư Đồ Lang không muốn nhận cô làm đệ tử nữa. Với sát tính như thế này Trường Ca không học được Việt nữ kiếm đâu. Thế nhưng Trường Ca vẫn cố chấp muốn học. Tư Đồ Lang đồng ý truyền dạy kiếm pháp, nhưng anh biết cô sẽ không học được. Bên này Thập Bát đang đi tìm kiếm Trường Ca thì bắt gặp Tần Chuẩn. Cùng lúc đó bên phía Lạc Yên, khoảng thời gian này cô nàng luôn đồng hành cùng Tiểu Ngũ, cậu bé khi trước trộm tiền của cô, nhưng dường như Tiểu Ngũ sắp không xong rồi. Lạc Yên cõng cậu đi đến sáng thì đến Lạc Dương, nhưng đến đây thì Tiểu Ngũ đã không còn chịu được nữa, không thể chấp nhận được điều đó. Lạc Yên muốn đưa Tiểu Ngũ vào thành thì bị binh lính ngăn lại, vì giờ đây dịch bệnh đang quành hành, không thể để người chết vào thành được. Khi hai bên đang xô sát thì Hạo Đô đã đuổi đến kịp, nhìn thấy anh Lạc Yên khóc nấc lên, nếu nhanh thêm tí nữa thì Tiểu Ngũ đã không ra đi rồi.
cô nàng tự trách mình thật vô dụng, chìm trong bi thương Lạc Yên không chịu nổi mà ngất đi. Tối đó cô nàng đã tỉnh lại, Lạc Yên vẫn rất đau lòng với cái chết của Tiểu Ngũ. Khoảng thời gian này cậu bé đã giúp Lạc Yên rất nhiều, nhưng cô lại không cứu được cậu. Nhìn thấy Lạc Yên như thế, Hạo Đô cũng không biết phải làm sao. Sáng hôm sau, ba người này cũng đã đến thành Lạc Dương. Vì Tôn Chân Nhân cần đến Lưu Vân Quang chữa bệnh cho dân tị nạn, tại đây có rất nhiều người vì chiến tranh mà tha hương, đã không có cái ăn rồi còn bị bệnh tật dày vò. Tại đây ngày ngày Trường Ca luôn luyện kiếm trong phòng, nhưng dù cô có luyện thế nào cũng không hiểu được nó. Nhớ đến lời của Tư Đồ Lang, đạo bất đồng không thể học được, Trường Ca tự hỏi rốt cuộc đạo của mình là gì. Từ ngày hôm đó, Trường Ca luôn nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống gì để nghĩ về đạo của bản thân. Khi này quan chủ của Lưu Vân Quan đã đến thăm hỏi, bà hỏi Trường Ca đã ngộ được gì rồi. Từ nhỏ Trường Ca đã được dạy, tranh giành với người mới được an sinh, tranh với trời mới có thể lập mệnh. Từ trước giờ đến cô luôn vững tin với lời dạy này, nhưng giờ cô hối hận rồi. Nếu cô không tranh, sẽ không hại Tiểu Đậu vì cô mà chết. Cô không tranh, cũng không khiến Công Tôn Hằng chết không toàn thay. Cô không tranh, mẹ của Tần Chuẩn cũng không bị cô liên lụy mà chết. Công Tôn Hằng từng dạy Trường Ca đại đạo vô vi, giờ thì cô nàng đã hiểu rồi. Trường Ca chịu ăn uống trở lại, ngắm nhìn non sông bắt đầu một cuộc sống mới. Khi này Lạc Yên đã trở lại với thân phận công chúa. Cô nàng không vội trở về Trường An, mà ở lại đây giúp đỡ dân chúng tị nạn. Hôm nay Lạc Yên đến Lưu Vân Quan thì chạm mặt Trường Ca. Hai tỷ muội rất xúc động khi nhìn thấy nhau. Trong lúc trò chuyện, Trường Ca nhận ra Lạc Yên đã trưởng thành nhiều hơn rồi, không còn nhút nhát yếu đuối như trước nữa. Khi này người hầu nhìn thấy Hạo Đô đến đây, liền ngay lập tức báo cho Lạc Yên biết. Nghe vậy cô nàng để Trường Ca lánh đi trước, còn bản thân ở lại ngăn Hạo Đô. Lạc Yên giả vờ mình bị đau bụng, nhưng không sao, ở đây có rất nhiều y sư. Nghe vậy Lạc Yên nhanh trí nói mình đau bụng của nữ nhân. Lời này khiến Hạo Đô ngại ngùng, anh vội vàng bế Lạc Yên trở về. Đứng một bên nhìn thấy, Trường Ca tự hỏi hai người này là thế nào đây. Qua hôm sau Lạc Yên và Trường Ca lại hẹn gặp nhau. Để có thể trốn được Hạo Đô, Lạc Yên nhờ anh đi mua bánh cho mình, sau đó liền trốn đi tìm Trường Ca. Hai tỷ muội có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau, sợ Hạo Đô phát hiện ra Trường Ca còn sống nên mới phải lén nút thế này. Trường Ca nói mình tạm thời sẽ ở Lưu Vân Quan, nhưng Lạc Yên không cần thường xuyên đến đó, rảnh rỗi tỷ sẽ đến tìm muội trò chuyện. Lạc Yên vui vẻ ôm tạm biệt Trường Ca. Cô không biết khi này Hạo Đô đang hốt hoảng đi tìm mình, anh chàng cứ sợ sẽ lạc mất cô một lần nữa. Rất may là tìm một lát đã gặp được Lạc Yên. Hạo Đô không kìm được sự vui mừng liền ôm cô nàng vào lòng. Anh thật sự không muốn mất đi Lạc Yên một lần nữa. Đến khi bình tĩnh lại, Hạo Đô mới nhận ra mình đang ôm công chúa. Đã thế rồi mà Lạc Yên còn trêu chọc anh. Thấy Hạo Đô giận, cô nàng liền đuổi theo dỗ dành. Họ yêu thích nhau từ khi nào cũng không biết. Đến tối khi về lại thấy Đỗ Công đã đến đây. Ông ấy đến là để xem tình hình của Lạc Yên, nhưng vẫn còn một chuyện khác. Đỗ Công muốn tìm người thay thế chức vụ của mình, vì ông đây cũng sắp gần đất xa trời rồi. Khi này tại thành Lạc Dương một nhân vật đã xuất hiện. Cô ta chính là Cầm Sắc, người được Nghiêm Lợi sủng ái. Lần này đến Trung Nguyên là đang thực hiện một kế hoạch nào đó. Cô ta để thuộc hạ của mình tiếp cận thái tử, nằm vùng ở cạnh Thừa Càng để tìm cơ hội làm loạn. Bên này nhóm người đi tìm Trường Ca cũng có mặt ở Lạc Dương. Theo thông tin điều tra được, cô ấy đang ở Lưu Vân Quan. Vừa nghe đến cái tên này, Tần Chuẩn liền chạy đi, vì trước đó anh đã tìm đến đây một lần rồi. Tần Chuẩn trực tiếp xông vào Lưu Vân Quan tìm người. Anh đi từng phòng một thì cũng đã tìm đến phòng của Trường Ca. Anh dường như cảm nhận được cô nàng từng ở đây. Khi này Tư Đồ Lang cũng xuất hiện đuổi Tần Chuẩn đi. Nam nhân như anh sao lại tự tiện xông vào đạo quán của nữ tu như thế? Tần Chuẩn nói mình chỉ muốn đến tìm người mà thôi, không cố ý làm loạn. Nếu không có thì anh xin phép rời đi. Lần này Tần Chuẩn tìm không thấy Trường Ca, nhưng rất nhanh họ đã có cơ hội gặp nhau. Hôm nay tại phủ của thái tử, tên nội gián bên cạnh thái tử đã mang người vào đây. Chúng đổ dầu khắp nơi xung quanh cung điện này, một mồi lửa liền đốt cháy tất cả. Chúng còn muốn tìm và bắt giữ thái tử. Thế nhưng khi vào phòng thì chẳng thấy người đâu cả. Trường Ca và Lạc Yên cũng có mặt ở đây đi tìm kiếm. Tìm hoài không thấy thái tử mà còn bị người khác nhìn thấy. Việc này bắt buộc Trường Ca phải mau chóng trở về Lưu Vân Quan. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, tên thái giám đã báo lại việc mình nhìn thấy Trường Ca. Hạo Đô và Đỗ Công rất bất ngờ khi nghe tin này. Nếu Trường Ca thật sự còn sống, thì khả năng cao chính là do cô ấy làm ra việc này. Vì đám người biết cô nàng có thù với Lý Thế Dân, Trường Ca hoàn toàn có động cơ để bắt cóc thái tử. Mà khi này Đỗ Công lo lắng quá độ đã học máu, ông liền ngay tức được đưa đến Lưu Vân Quan. Tại đây Đỗ Công tận mắt nhìn thấy Trường Ca, ông ta liền dặn dò Hạo Đô mau bắt lấy cô nàng. Trường Ca lập tức rời đi nhưng vẫn bị đuổi theo. Cũng may là có Tư Đồ Lang ngăn Hạo Đô lại. Hai người sắp đánh nhau tới nơi thì Hạo Đô đã nhìn thấy bóng dáng một người. Hắn ta liền quay đầu đuổi theo. Đi được một lát thì gặp Lạc Yên ở đây. Cô nàng lại lần nữa nói dối để kéo Hạo Đô đi. Tuy vẫn nghe lời nhưng Hạo Đô đã có nghi ngờ rồi. Thế là từ ngày hôm đó hắn luôn theo dõi Lạc Yên. Hôm nay Lạc Yên đã hẹn gặp muốn đưa Trường Ca rời khỏi thành. Hạo Đô dự đoán được việc này nên đang trên đường đến điểm hẹn của hai người. Đúng lúc anh ta bị Tần Chuẩn nhìn thấy, nhận ra tên này luôn truy đuổi Trường Ca nên Tần Chuẩn liền đi theo. Lát sau thì Hạo Đô đã đến điểm hẹn của bọn họ từ trước. Hắn khống chế Thúc Ngọc và Lạc Yên lại, sau đó chỉ cần trốn tại đây đợi Trường Ca đến mà thôi.
Rất nhanh cô nàng đã có mặt ở đây. Lúc này Trường Ca đã đến trước cửa căn phòng rồi. Bất ngờ người đi vào lại là một tiểu nhị. Từ bên trên Lạc Yên nhìn thấy Trường Ca được một người nào đó đưa đi. Đó chẳng phải ai khác mà là Tần Chuẩn. Hai anh chị cứ nắm tay thế này chạy giữa con phố. Hóa ra trước đó Tần Chuẩn đã đến từ trước. Thấy Trường Ca sắp mắc bẫy, anh liền dẫn cô rời đi. Sau bao nhiêu lâu cuối cùng Tần Chuẩn cũng đã tìm được người con gái của mình rồi. Vừa đến nơi an toàn anh liền ôm Trường Ca vào lòng. Huynh đã đi rất xa để tìm được muội. Đáp lại điều đó, Trường Ca cũng chủ động ôm chặt anh. Cô nói mình đã nợ anh quá nhiều rồi. Nhưng Tần Chuẩn không trách cô, nợ thì cứ từ từ mà trả. Tần Chuẩn nói Trường Ca dùng cả đời này để trả cũng không hết đâu, lấy thân báo đáp là được rồi. Hai người đang trò chuyện thì nghe được bên ngoài có động tĩnh. Bất ngờ người đang rình mò lại là Thái Tử. Thừa Càng nhìn thấy đường tỷ của mình thì hoảng hốt. Cậu bé cứ tưởng rằng mình đang gặp phải ma. Khi được biết Thừa Càng là lén ra ngoài chơi nên mới không có bên trong phủ, Trường Ca tức giận liền mắng cho Thái Tử một trận. Tình hình cả thành đang náo loạn đi tìm Thừa Càng, thế mà cậu lại ở đây vui chơi không chịu về. Trường Ca quyết phải dạy dỗ tên nhóc này một trận. Cô đã trói Thừa Càng lại mang xuống tầng, sau đó cho những tráng sĩ mập mạp chơi đùa cùng cậu bé. Nếu Thái Tử đã thích chơi như vậy thì cứ chơi cho thỏa thích đi. Cứ thế Thừa Càng phải chịu khổ ở đây một thời gian. Lát sau Tần Chuẩn đã đưa Trường Ca về gặp đám người Tần lão. Thập Bát cũng luôn ở đây đợi Trường Ca. Ba người đều rất vui mừng vì cô nàng bình an, họ nguyện lòng đi theo cô trên con đường sau này. Việc đầu tiên đám người cần làm là tìm ra kẻ đang làm loạn thành Lạc Dương, mà khi này Cẩm Sắc đã mang người của mình đến Lưu Vân Quan, lấy lý do đến đây giúp đỡ dân tị nạn. Cô ta thành công bước vào nơi này, mà đám dân tị nạn kia cũng có thuộc hạ của Cẩm Sắc trà trộn vào đây. Khi này Đỗ Công cũng có mặt, ông ta lấy lý do đến khám bệnh, đưa người của mình vào đây với mục đích truy bắt Trường Ca. Nhưng Đỗ Công không ngờ Cẩm Sắc chính là đợi ông đến, cô ta cho thuộc hạ của mình khống chế hết người bên ngoài. Lần này mai phục ở đây chính là để ra tay với Đỗ Công, trừ đi một đại thần của đại đường như ông. Trường Ca đi đến đây và đã thấy cảnh này, giờ cô nàng phải ra tay cứu Đỗ Công thôi. Nếu ông ấy chết thì đại đường sẽ suy yếu, quan chủ Lưu Vân Quan vì lo cho người dân nên không thể ra tay. Đúng lúc Đỗ Công sắp bị giết thì Trường Ca đã bước ra. Vừa nhìn thấy cô nàng, Cẩm Sắc đã nhận ra Trường Ca là người hầu của Thiệp Nhĩ. Cô ta không hề biết Trường Ca là quận chúa đại đường. Tại đây cô nàng nói mình có thù với Đỗ đại nhân, thế nên xin được tự ra tay lấy mạng ông ấy. Nghe vậy Cẩm Sắc cũng không nghi ngờ gì, vì Đỗ Công cũng xác nhận đúng thật hai người có thù với nhau. Lần này chết trong tay Trường Ca ông cũng không oán trách gì, nhưng cô nàng ra tay chỉ là vì cứu Đỗ đại nhân mà thôi. Xử xong hai tên lính, Trường Ca liền quay đầu dẹp loạn đám còn lại. Nhưng với mình cô nàng vẫn là quá miễn cưỡng. Trường Ca nhờ sư phụ của mình đến giúp, có Tư Đồ Lang ở đây thì cũng đỡ phần nào rồi. Nhưng đối phương thật sự quá đông, quan chủ cũng ra tay nhưng đánh mãi vẫn không hết kẻ địch. Bà ấy bảo Trường Ca mau dẫn mọi người rời đi. Khi đám người chạy đến lối ra thì kẻ địch cũng đuổi đến. Trường Ca ra tay ngăn cản chúng, lúc nguy cấp còn xả thân đỡ cho Đỗ đại nhân một đao. Ông ta rất bất ngờ nhưng vẫn phải rời khỏi đây. Người vô tội đi hết rồi, Trường Ca liền đóng cửa lại. Cô nàng quay vào cùng sư phụ của mình đối kháng kẻ địch. Nhưng khi này quan chủ vì nhân từ đã bị đâm lén một nhát. Trường Ca nhờ Tư Đồ Lang đưa quan chủ đi trị thương, còn cô sẽ ở đây ngăn cản đám người này. Dù kiếm pháp của Trường Ca đã cao lên một bậc, nhưng với sức một mình cô vẫn là không thể đối kháng với số đông. Ngoan cường chiến đấu một hồi, Trường Ca đã bị khống chế. Ngay lúc này Tần Chuẩn cũng có mặt, anh quăng một thanh đao giải thoát cho Trường Ca, sau đó còn đạp cho Cẩm Sắc một phát. Nhưng Trường Ca bị thương rồi, Tần Chuẩn chỉ có thể vừa đánh vừa bảo vệ cô nàng. Khi này bên ngoài quân đội của Đỗ đại nhân cũng đến nơi, ngoài ra còn có một nhân vật khác, Lý Tịnh chính là người mà Đỗ Công luôn tìm kiếm để thay thế chức vụ của mình. Ông ấy là một bậc thầy quân sự, có Lý Tịnh ở đây thì mọi chuyện có thể giải quyết rồi. Trước đó Lý Tịnh và Tần Chuẩn có giao lưu binh pháp với nhau, cùng là bậc thầy trong lĩnh vực này nên họ rất hiểu đối phương. Lý Tịnh bên ngoài điều khiển binh lính bắn tên, còn bên trong dựa theo lời nói của Lý Tịnh, Tần Chuẩn dễ dàng đoán ra và né được số tên bắn vào. Tại đây anh và Trường Ca chỉ việc né hết toàn bộ cung tên mà thôi. Rất nhanh kẻ địch đã bị tiêu diệt và Cẩm Sắc cũng bị bắt giữ. Tần Chuẩn đánh ngất cô ta, sau đó cùng Trường Ca rời đi. Bên ngoài binh lính cũng nhanh chóng vào đây bắt Cẩm Sắc đi. Sau vài ngày điều tra, Đỗ Công đã đoán ra cô ta là người của Đại Tùy. Từ khi bị Đại Đường nắm giữ Trung Nguyên, Đại Tùy luôn âm thầm giở trò náo loạn quốc gia, với mục đích diệt trừ Đại Đường, phục hưng Đại Tùy. Khi này sau khi bình phục, Trường Ca đã gửi thư cho Lạc Yên để cô ấy đến đón Thái Tử trở về. Thằng nhóc này bị dạy dỗ một trận rồi vẫn không ngoan ngoãn. Thừa Càng muốn Hạo Đô đi bắt Trường Ca vì trừng phạt, thế mà lại dám hành hạ bổn Thái Tử đến mức này. Thừa Càng còn buông lời bất kính với Trường Ca. Nghe vậy Lạc Yên đã hết chịu nổi, liền ra tay dạy dỗ đứa đệ đệ hỗn láo này. Đánh tay vẫn chưa hả giận, Lạc Yên trực tiếp lấy một khúc củi đuổi đánh cậu nhóc, còn cảnh cáo nếu Thừa Càng dám mắng chửi Trường Ca nữa thì cô sẽ đánh cho gãy chân. Bên này tại A Thi Lạc Bộ, Gigi vô tình bắt gặp một cậu bé đang nguy kịch. Cô nàng tốt bụng đưa về chăm sóc, nhưng Gigi sẽ không ngờ trên người cậu bé đang mang dịch bệnh. Cùng lúc đó tại Vương Đình, từ ngày Tần Chuẩn rời đi, Nghiêm Lợi buồn bã vì nhớ con trai, sức khỏe của ông cũng dần dần yếu đi mà không biết nguyên do.
Giờ đây kẻ đứng sau mọi chuyện đã lộ diện, bất ngờ đó lại là Dịch Thừa, bà ấy chính là chủ nhân của Cầm Sắc. Bà ta để Cầm Sắc hạ nhục bao năm cũng chỉ là diễn kịch mà thôi, với mục đích để người A Thi Lạc không ai đề phòng một kẻ yếu đuối. Dịch Thừa âm mưu để con trai Thiệp Nhĩ nắm giữ A Thi Lạc bộ và từ từ giúp bà ta phục hưng Đại Tùy. Đến cả Xích Nghê cũng là thuộc hạ của Dịch Thừa, lần trước dẫn dụ Trường Ca cứu La Nghĩa là vì để diệt trừ Tần Chuẩn và cả Ứng Sư, nhưng Dịch Thừa không ngờ được người phá hỏng kế hoạch của bà ta lại là Thiệp Nhĩ. Giờ đây cũng đến lúc Dịch Thừa ra tay với Nghiêm Lợi rồi. Quay lại với Ứng Sư, chỉ với vài ngày dịch bệnh đã lây lan cho cả doanh trại, Mục Kim không thể tìm ra nguyên do và cách chữa trị. Anh nghĩ rằng chuyện này phải mau chóng thông báo cho Tần Chuẩn biết. Ngay tối đó A La đã tìm được anh chàng. Nghe tin Trường Ca muốn theo Tần Chuẩn về Ứng Sư, anh đừng hòng đuổi cô đi lần nào nữa. Dù có chuyện gì xảy ra hai người cũng không rời xa. Cứ thế họ đã mau chóng trở về Ứng Sư. Trường Ca vừa nhìn đã biết đây là bệnh dịch, nhưng cô không hiểu sao Di Di tiếp xúc với nguồn bệnh lại không bị gì. Việc này phải nhờ đến Tôn Chân Nhân rồi. Tần Chuẩn ngay trong đêm cho người đi tìm ông ấy. Qua ngày hôm sau Tôn Chân Nhân đã đến. Với kinh nghiệm của mình ông đã biết là loại bệnh dịch gì. Tôn Chân Nhân viết ra những dược liệu cần có để chữa bệnh, trong số đó tại Ứng Sư đều có đủ. Tuy nhiên chỉ duy nhất một thứ là Ứng Sư không có, đó là tử thảo. Đây là dược dẫn nên không thể thiếu được. Di Di xuất thân từ Đại Mạc, tại đó dùng tử thảo như rau ăn thường ngày, thế nên mới miễn nhiễm với loại dịch bệnh đó. Tôn Chân Nhân nói rằng trong 10 ngày phải có tử thảo, nếu không toàn quân Ứng Sư khó qua được kiếp nạn này. Tần Chuẩn muốn đến Vương Đình xin thuốc nhưng không tiện đi, vì tâm trạng cả Ứng Sư đang bất ổn, anh phải ở lại đây trấn an tinh thần cho họ. Thấy vậy A La đã xung phong đi chuyến này. Tối đó anh đã đến với Vương Đình, gấp rút đòi gặp Đại Khả Hãn để xin thuốc. Xích Nghê không có lý do gì để từ chối, liền dẫn A La đến lều trại gặp người. Nhưng khi vừa vào trong anh đã bị Xích Nghê ám toán. Dịch Thừa không thể để người ngoài gặp Nghiêm Lợi được, vì giờ đây ông ta đang dần dần suy kiệt rồi. Tất cả đều do Dịch Thừa giở trò. Trước khi Nghiêm Lợi gặp lại Tần Chuẩn, bà ta phải khiến ông không thể nói được gì nữa. Nhân lúc Nghiêm Lợi ngủ, Dịch Thừa đã lấy đi ấn chủ soái, giao cho Xích Nghê viết thư gửi đến Ứng Sư, bảo rằng A La vì bất kính với Đại Khả Hãn, hiện tại đã bị giam lại để răng đe. Dịch Thừa không cho Ứng Sư số thuốc mà họ cần, vì vốn dĩ cậu bé mang dịch bệnh chính là do bà ta cài vào. Hiện tại Lăng Sư và Hùng Sư không có ở Vương Đình, Nghiêm Lợi thì luôn nằm dưỡng bệnh. Một tay Dịch Thừa và Xích Nghê âm thầm thâu tóm nơi này. Thời điểm này bà ta phải diệt trừ chướng ngại cuối cùng là Ứng Sư. Qua hôm sau Tần Chuẩn đã nghe được tin Á La không lấy được thuốc mà còn bị giam lại. Anh rất muốn đi cứu người nhưng giờ đây phải lo cho toàn bộ Ứng Sư trước. Họ cần phải mau chóng đến Mạc Bắc tìm tử thảo. Tuy hơi xa nhưng đó là cách cuối cùng rồi. Trường Ca đã cùng Di Di và nhóm người Tần Lão nhanh chóng khởi hành đến đó. Tần Chuẩn đứng một bên thổi một khúc nhạc mong Trường Ca sẽ bình an trở về. Đi dòng dã 3 ngày trời cuối cũng họ đã đến nơi. Tưởng chừng sẽ dễ dàng mua được tử thảo, vì loại thuốc này tại Mạc Bắc nhà nhà đều có. Nhưng không ngờ Vương Đình đã ra lệnh cấm buôn bán tử thảo. Mạc Bắc là một bộ lạc dưới quyền A Thi Lạc bộ, bị cấm rồi nên họ cũng không dám cãi lệnh. Tuy vậy Trường Ca nghĩ rằng vẫn có tại chợ đen, tại đó chỉ cần ra giá cao thì thế nào cũng mua được. Trường Ca đã để Tần Lão đi làm việc này để không ai nghi ngờ. Còn cô cùng Di Di và Tự Phong đến quán ăn chờ đợi. Tại đây họ đã gặp một cô nương nhỏ tuổi, vì không có tiền trả bữa ăn nên đã bị ông chủ kéo đi gặp quan. Lát sau thì Tần Lão đã trở về, ông báo tin đã có người âm thầm mua hết tử thảo ở chợ đen. Rõ ràng việc này là do Vương Đình làm ra, họ muốn ép Ứng Sư vào đường chết đây mà. Không lo được nhiều như thế, Trường Ca chỉ có cách tiếp tục đi tìm mà thôi. Mà khi này cô nương kia đang bị kéo đi thì chạm mặt một số người, họ trả tiền thay cô và gọi cô là quận chúa. Hóa ra cô nàng này là quận chúa Mạc Nam, vì giận cha nên mới chạy đến Mạc Bắc chơi. Yên Nhi nhất quyết không chịu theo người của cha cô trở về, một lần nữa dùng mưu kế của mình chạy trốn khỏi đám người họ. Đang đi thì chạm mặt nhóm của Trường Ca, đúng lúc đó đám thuộc hạ lại đuổi đến. Yên Nhi xấu xa liền giả vờ như mình bị bắt, thấy cô ấy làm loạn Tự Phong liền đánh ngất, sau đó liền mang người chạy đi trở về dịch quán. Lát sau thì Yên Nhi đã tỉnh lại, gây rối cũng là vì để nhóm Trường Ca đối đầu với đám thuộc hạ, khi đó cô nàng sẽ trốn đi. Nhưng Yên Nhi không ngờ mình lại bị bắt giữ. Trường Ca không thèm đôi co với cô nàng, xuống tầng tìm Di Di bàn về chuyện tử thảo. Không ngờ Yên Nhi đã thoát ra được từ lúc nào. Cô nàng tốt bụng muốn giúp nhóm Trường Ca tìm thuốc cứu người. Sau khi ăn một bữa no nê, Yên Nhi đã nói ra cách của mình. Mặc dù cấm buông bán tử thảo, nhưng lại không hề cấm xua đuổi ôn thần. Hàng năm cứ đến khất hàn tiết, người dân sẽ lấy tử thảo ra xua đuổi ôn thần. Lễ hội đó sẽ có người đứng lên bục nhảy múa đóng giả ôn thần. Khi đó người dân sẽ súng lại ném tử thảo. Chỉ cần nhóm Trường Ca lên bục nhảy thì sẽ có thể lấy được số tử thảo đó. Rất nhanh hôm sau chính là khất hàn tiết, trước đó đã có một nhóm nhảy múa tại đây rồi. Xong việc đúng thật là người dân không ngừng ném tử thảo, nhưng đang ném thì lại nghe tiếng chuông. Bên này là nhóm của Trường Ca, họ xuất hiện với trang phục lồng lộn, điệu nhảy bắt mắt làm người dân thích thú tụ tập lại xem. Xong việc họ ném ra một lượng lớn tử thảo đúng như dự kiến. Bên này nhóm của anh chàng áo tím, nhìn khán giả của mình bị kéo đi hết thì tức lắm. Anh ta cảm giác như mình đã thua trong cuộc thi nhảy múa này, thế là liền điều tra nhóm người Trường Ca.
Đúng lúc họ định vận chuyển Tử Thảo đi thì đã bị quan binh bao vây. Mạc Bắc Vương muốn gặp tất cả mọi người, họ không thể phản kháng được chỉ đành nghe theo. Bên này nhóm thuộc hạ của Yên Nhi cũng nhìn thấy, họ liền quay về báo lại với thủ lĩnh. Mà khi này nhóm của Trường Ca đã đến diện kiến Mạc Bắc Vương. Anh ta chính là chàng trai áo tím nhảy múa tại lễ hội. Khi biết mình bị bắt vì nhảy múa giỏi hơn hắn ta, Yên Nhi liền đứng ra chế giễu. Đại thúc, ngươi cả bó tuổi rồi sao còn hơn thua như thế chứ? Đấu không thắng thì liền bắt người à? Mạc Bắc Vương không thèm đấu võ mồm với Yên Nhi, vì anh ta biết thân phận Yên Nhi là ai. Mạc Bắc Vương chỉ muốn biết nhóm Trường Ca thu thập Tử Thảo là vì chuyện gì. Trường Ca thông minh nói mình là thương nhân, thu thập Tử Thảo chỉ là vì muốn mang đến nơi khác bán lại giá cao mà thôi. Vì dù gì Tử Thảo hiện giờ cũng là hàng cấm tại Mạc Bắc. Tuy nhiên Mạc Bắc Vương không nghe những lời biện minh này, trực tiếp bắt đám người giam lại vì tội vận chuyển Tử Thảo. Giờ bị nhốt bên trong này cũng hết cách, nhưng Yên Nhi không lo lắng, cô biết thế nào mình cũng sẽ rất nhanh được thả ra. Khi này tại Vương Đình, Dịch Thừa đã nghe tin nhóm Trường Ca đến Mạc Bắc tìm Tử Thảo, bà ta liền cho người đến đó ngăn cản, tiện thể còn ra lệnh cho Mạc Nam và Mạc Bắc lấy ra một bên 1 vạn quân đưa đến Vương Đình huấn luyện. Không những thế, Dịch Thừa còn muốn thê nữ của Mạc Bắc Vương và Mạc Nam Vương cùng đến đây. Quay về bên này, Mạc Nam Vương đã đến đây là muốn gặp con gái. Hai vị vương này vừa gặp liền muốn đánh nhau, họ từ trước đến nay đã bất hòa, thế nên mới chia Đại Mạc thành hai nữa. Yên Nhi muốn tra cứu Trường Ca ra ngoài, cô ấy đang cần chuyển Tử Thảo đi để cứu người. Nghe vậy Mạc Nam Vương muốn gặp Trường Ca, mà khi này sứ giả của A Thi Lạc Bộ đã đến đây. Vừa nhìn Trường Ca đã thấy quen quen, tên này đến đây chuyển lệnh từ Vương Đình đến Mạc Nam và Mạc Bắc, tuyển đi nhiều binh lính thế này đã làm đôi bên khó xử. Khi nghe đến việc nữ quyến trong nhà còn phải đến Vương Đình, không khí càng căng thẳng hơn, đây chẳng phải là muốn dùng họ làm con tin hay sao? Dù vậy Mạc Nam Vương và Mạc Bắc Vương vẫn không dám từ chối. Truyền lệnh xong, sứ giả đã rời đi. Lúc đi ngang hắn đã nhận ra Trường Ca, tưởng rằng cô ấy đã hợp tác với Đại Mạc nên tên này liền bỏ chạy. Hắn muốn nhanh chóng trở về báo tin, thấy điều bất thường Trường Ca liền chạy vào nói với Mạc Bắc Vương, phải mau chóng ngăn tên sứ giả kia lại. Trường Ca cũng tiết lộ mình là người của Ứng Sư, nếu có chuyện gì Ứng Sư sẽ chịu trách nhiệm. Tên sứ giả kia đã thấy cô ở cùng Mạc Nam và Mạc Bắc, thế nào cũng báo lại rằng họ cấu kết với nhau. Giờ đây cả Ứng Sư và Đại Mạc đều bị Vương Đình mưu đồ tiêu diệt, họ chỉ cần cách liên minh với nhau thôi. Đại Mạc nếu còn nhẫn nhịn nữa thì đến cả gia đình của mình cũng không bảo vệ được. Nhận thấy lời nói của Trường Ca hợp lý, Mạc Bắc Vương liền cho người của mình bắn chết tên sứ giả. Giờ thì cũng đến họ bàn việc liên minh rồi, nhưng trước đó Trường Ca cần để người của mình mang Tử Thảo về cứu Ứng Sư, còn cô sẽ ở lại đây làm con tin đợi Tần Chuẩn đến lập giao ước liên minh. Nhờ có số Tử Thảo đó Ứng Sư đã được cứu. Mà bên này Dịch Thừa đã nghe tin Đại Mạc giết sứ giả, bà ta liền hạ lệnh cho Thổ Ca Thiết phối hợp cùng Ứng Sư đi dẹp loạn. Tuy nói là hợp tác, nhưng Dịch Thừa muốn Thổ Ca Thiết âm thầm diệt trừ Ứng Sư, chỉ cần để Ứng Sư giao chiến với Đại Mạc, từ đằng sau Thổ Ca Thiết cùng Hùng Sư ám toán là sẽ thành công thôi. Hắn nghe được diệu kế này thì liền rời đi thực hiện. Sau khi nhận được tin của Trường Ca, tối đó Tần Chuẩn đã đến điểm hẹn gặp cô. Vừa gặp hai người phải ôm một cái mới chịu được. Tần Chuẩn mừng vì Trường Ca vẫn bình an, cô nàng nói với anh về chuyện liên minh, Tần Chuẩn không thể làm được. Một ngày Ứng Sư vẫn còn, chắc chắn sẽ không phản lại Đại Khả Hãn. Tần Chuẩn vẫn chưa biết Nghiêm Lợi đang bị thao túng. Tuy nhiên Trường Ca vẫn còn một con đường khác để Tần Chuẩn lựa chọn. 3 ngày sau A Thi Lạc Bộ sẽ công đánh Đại Mạc, Tần Chuẩn chỉ có 2 ngày để suy nghĩ thôi. Đúng lúc này Di Di đã đến cảnh báo, cô nàng nói nếu đánh trận này chắc chắn Ứng Sư sẽ bị diệt. Sau khi xem xét lại thế cục trên bản đồ, Tần Chuẩn nhận ra nếu Hùng Sư phản bội, vậy thì Ứng Sư trước sau toàn là địch, khó có thể qua khỏi kiếp nạn này. Mục Kim cũng đến báo cáo về việc đó, đội hình Hùng Sư đang sắp xếp rõ ràng là nhắm vào Ứng Sư. Giờ đây nếu không phản kháng họ chỉ còn con đường chết. Tuy nhiên Tần Chuẩn vẫn không muốn phản bội Vương Đình, anh còn chỉ cách đi theo con đường mà Trường Ca nói, chỉ cần Ứng Sư biến mất mới có thể khiến Vương Đình ngừng nhắm vào họ. Thế là trận chiến 3 ngày sau đã diễn ra, Ứng Sư xung phong dẫn đầu một mạch tiến về đối chiến với Đại Mạc. Tiếng động giao chiến không ngừng vang lên, nhìn thấy khói lửa mịt mù giữa chiến trường, Cổ Ca Thiết biết thời cơ đã đến, hắn liền cho quân Hùng Sư tiến đến diệt trừ Ứng Sư từ đằng sau. Nhưng khi vượt qua khói lửa thì lại không thấy Ứng Sư đâu cả. Hùng Sư đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, thì bất ngờ hai bên Mạc Nam Mạc Bắc đã mai phục hai bên. Họ tiến lên đánh cho Hùng Sư không còn manh giáp, đứng một bên Tần Chuẩn không hề tham gia. Trận chiến này bố trí quân đội đều do Trường Ca lập nên. Cả Đại Mạc dưới sự tính toán của cô đánh cho quân Hùng Sư thua tan tát. Nhưng khi này Tần Chuẩn nghe tin Thổ Ca Thiết vẫn thoát ra được khỏi vòng vây, anh liền ngay lập tức đuổi theo hắn. Tần Chuẩn không thể để tên này sống được, hắn mưu đồ diệt cả Ứng Sư của anh. Tần Chuẩn lần này phải hạ sát hắn, chỉ với một đao anh đã tiễn tên này xuống địa ngục. Giờ đây Ứng Sư đã không còn nữa. Để nó thật hơn, Tần Chuẩn đã đưa chiến mão của mình cho Mục Kim về bẩm báo. Mục Kim mang nó về Vương Đình, báo cáo việc cả Ứng Sư và Hùng Sư đều chết trận. Hiệp Nhĩ nghe được tin thì không thể chấp nhận được, Tần Chuẩn là chiến thần Thảo Nguyên, làm sao có thể chết đi như vậy được. Nhưng giờ đây Mục Kim xác thực việc đó, dù không muốn tin Hiệp Nhĩ cũng phải tin. Dịch Thừa biết được cũng rất vui mừng,
Việc đầu tiên mà bà ta làm là đưa thứ này cho Nghiêm Lợi xem. Ông ta giờ đây đến cử động còn không thể, thấy đồ vật của con trai làm ông đau đớn. Thế nhưng giờ đây Nghiêm Lợi cũng không thể làm gì được. Chuyện của Ứng Sư đã xong, giờ đây mọi người đã ngồi lại bàn về chuyện liên minh. Tuy A Thi Lạc Bộ đã mất đi Hùng Sư, nhưng quân lực của họ cũng vẫn còn quá mạnh. Nếu đơn phương đối kháng thì Đại Mạc chỉ có tổn thất mà thôi. Khi này Trường Ca đưa ra thư của Mục Kim, trong đó nói rằng Á La đã chết, Đại Khả Hãn Nghiêm Lợi mang trọng bệnh, Vương Đình thì đang chuyển rời đến thành Định Tương. Đây là thành trì của Đại Tùy khi xưa, trước đó nhóm người chỉ nghi ngờ mà thôi. Nhưng giờ đây có thể chắc chắn mọi chuyện đều do Dịch Thừa làm ra. Khỏi nói mục đích của bà ta là tấn công Đại Đường. Giờ đây để tránh chiến tranh vô nghĩa xảy ra, Đại Mạc và Đại Đường chỉ có thể liên minh với nhau thôi. Nhưng có một vấn đề Mạc Nam Vương thắc mắc, dựa vào đâu mà Đại Đường chịu liên minh với Đại Mạc? Trường Ca không thể nói ra việc mình là quận chúa Đại Đường được, chỉ đành bảo mọi người hãy đợi vài ngày nữa. Bất ngờ vài ngày sau đã có sứ thần của Đại Đường đến cầu kiến. Mạc Nam Vương và Mạc Bắc Vương rất kinh ngạc, họ nghĩ rằng Trường Ca thật không đơn giản, mà bất ngờ hơn sứ thần đến đây lại là Thúc Ngọc. Chào hỏi xong họ vừa đi ra đã chạm mặt Trường Ca. Thúc Ngọc cũng rất bất ngờ khi thấy Trường Ca ở đây. Hóa ra trước đó cô nàng đã ẩn danh gửi mật thư đến Đại Đường, với đề nghị Đại Đường liên minh với Đại Mạc. Đó là chuyện tốt nên Lý Thế Dân đã cử Thúc Ngọc đến đây, với mục đích mời các thủ lĩnh Đại Mạc đến Trường An thương nghị việc liên minh. Trường Ca đã đến đề nghị với Mạc Nam và Mạc Bắc rằng hãy để cô đại diện cho Đại Mạc đến Trường An thương nghị. Sau chuyện diệt Hùng Sư vừa xảy ra, họ rất tin tưởng Trường Ca, dĩ nhiên không để mất người bằng hữu như cô được. Họ thà tin Trường Ca chứ không muốn làm kẻ địch với cô. Nhưng giờ đây Trường Ca lấy thân phận gì đi thương nghị được đây? Cô nàng đề nghị lấy thân phận quận chúa Mạc Bắc, muội muội của Mạc Bắc Vương đi sứ lần này. Nghe vậy Yên Nhi cũng đòi đi theo. Cả hai quận chúa cùng đi thì sẽ uy tín hơn nhiều. Cứ thế Trường Ca lại một lần nữa trở thành quận chúa. Lần này không còn trốn chạy nữa mà tiến thẳng đến Trường An. Bên này Mục Kim đang đột nhập vào thành Định Tương. Anh chàng muốn điều tra về tình hình của Đại Khả Hãn. Mà khi này Dịch Thừa đã nghe tin Đại Mạc đã phái sứ thần đến Đại Đường. Bà ta không hề lo sợ, mà còn muốn đích thân đến Đại Đường. Dịch Thừa đã để Xích Nghê ở lại trong Trường Thành Định Tương, còn bà ta sẽ cùng con trai mình Thiệp Nhĩ đến với Trường An. Vài ngày sau đó, nhóm người Trường Ca đã đến với Trường An Thành. Nhìn cảnh vật xung quanh, Trường Ca rất hoài niệm. Lần trước rời đi là để cứu bản thân cô, lần này trở về là để cứu nhiều người hơn nữa. Tận mắt nhìn thấy chiến tranh quá khốc liệt, Trường Ca không muốn nó diễn ra lần nào nữa. Tần Chuẩn cùng đến đây với thân phận hộ vệ cho quận chúa. Có anh ở đây đừng ai hòng làm hại đến cô nàng. Sau khi thu xếp chỗ dừng chân xong, Trường Ca đã cùng Tần Chuẩn đến cúng bái mẫu thân mình, với mục đích giới thiệu con rể cho bà ấy. Nhìn thấy linh đường sạch sẽ gọn gàng, đồ cúng vẫn còn tươi mới, Trường Ca vui vì vẫn còn người nhớ đến mẫu thân cô, thường xuyên cúng bái cho bà ấy. Sau khi Tần Chuẩn kính rượu nhạc mẫu đại nhân, anh thề trước linh đường này rằng sẽ mãi bảo vệ cho Trường Ca, yêu thương và chăm sóc cho nàng ấy cả đời. Trường Ca rất cảm động. Ngay đúng lúc này Lý Thế Dân đã đến đây, gặp lại Trường Ca làm ông ấy rất xúc động. Lý Thế Dân mừng vì đứa cháu này vẫn còn sống. Trường Ca cũng nhận ra người thường xuyên đến cúng bái cho mẫu thân cô lại là ông ấy. Nhưng Trường Ca khinh thường việc làm này. Chính Lý Thế Dân đã sát hại mẹ cô, mà giờ lại ở đây làm bộ làm tịch. Trường Ca khẳng định rằng sẽ có ngày mình trả thù cho mẹ. Lý Thế Dân không tin. Nếu cô muốn làm việc đó thì ở Dị Thủy đã bắn tên vào ông rồi. Lý Thế Dân đoán chắc mũi tên lần đó là Trường Ca bắn. Nhưng cô nàng không làm việc đó vì ông, mà chỉ muốn cứu con dân Đại Đường khỏi chiến tranh mà thôi. Lý Thế Dân rất tự hào khi Trường Ca vẫn còn nhớ những gì ông dạy dỗ. Cô đặt bách tính lên hàng đầu, không vì thù riêng mà làm tổn hại đến an nguy quốc gia. Nhìn thấy bên cạnh Trường Ca là một người có thể không màng tất cả mà bảo vệ cô, Lý Thế Dân rất vui mừng. Ông không mong Trường Ca tha thứ cho mình, chỉ cần cô có thể hạnh phúc bình an là được. Trường Ca cảm thấy xót xa, đứng trước linh đường cô xin lỗi mẫu thân mình. Trường Ca thầm nghĩ chắc mình không thể trả thù cho bà được rồi. Lát sau ra ngoài phòng, Huyền Linh đã kể cho Trường Ca nghe một câu chuyện. Năm xưa A Thi Lạc Bộ tấn công Đại Đường, có một tướng quân trẻ đã xông pha chiến trường bảo vệ đất nước. Trong lúc đó vô tình cứu được một nữ tử xinh đẹp, hai người kết mối lương duyên. Nhưng chưa thành thân, vị tướng quân đó lại phải ra chiến trường. Nghe được chuyện này, Trường Ca nhận ra vị nữ tử đó là mẹ cô. Bà ấy từng kể cho cô nghe chuyện này. Chỉ là Trường Ca không ngờ vị tướng quân đó lại là Lý Thế Dân. Sau khi ông ấy khải hoàn trở về lại nghe một tin chấn động. Đại ca ông trong một lần say rượu, ngộ nhận nữ tử đó thành phi tử của mình. Đến khi Lý Thế Dân về thì bà ấy đã mang thai rồi. Đứa trẻ đó chính là Trường Ca. Lý Thế Dân không oán không trách, ông coi Trường Ca như con ruột của mình. Phòng Huyền Linh có thể khẳng định rằng, đối với Lý Thế Dân thì cô và mẹ cô đều rất quan trọng với ông ấy. Còn về sự thật năm đó khi cả gia đình cô bị tàn sát, thì phải để tự mình Lý Thế Dân nói cho cô nghe rồi. Trường Ca rất bàng hoàng, cô nàng dự cảm rằng từ đầu đến cuối mình đều đã sai. Tần Chuẩn an ủi người con gái của mình, dù có chuyện gì cũng có anh ở bên cạnh cô. Hai người hứa với nhau, sau khi việc liên minh hoàn thành, họ sẽ cùng nhau ẩn cư sống cuộc sống bình yên. Nói rồi hai anh chị đã hôn nhau, nhưng cảnh hôn đâu không thấy, chỉ thấy hai con chim này đang tình tứ mà thôi. Ông đạo diễn đúng là keo kiệt mà.
Lát sau khi trở về, Trường Ca đã gặp lại Lạc Yên. Hai tỷ muội chưa được hàn huyên tâm sự thì lại xảy ra chuyện. Sứ giả các bộ cùng đến đây thương nghị việc liên minh. Họ nghe tin có cả sứ giả A Thi Lạc bộ đến thì hốt hoảng, bắt buộc Trường Ca và Lạc Yên phải đến đây trấn an mọi người. Đám sứ giả này rất sợ A Thi Lạc bộ, từ trước đến nay chưa từng dám phản kháng mặc A Thi Lạc bộ chèn ép. Họ sợ Đại Đường không bảo vệ được mình nên liền muốn rời đi. Cũng may Lạc Yên dùng thân phận công chúa Đại Đường trấn an họ, mà khi này Thiệp Nhĩ đã có mặt. Hắn muốn chèn ép Trường Ca thì Tần Chuẩn đã có mặt. Tên này thấy Tần Chuẩn còn sống thì mừng lắm. Hắn oán trách anh tại sao lại giả chết. Khi này thì Dịch Thừa cũng đến. Trường Ca không ngờ bà ta lại đích thân đến Trường An. Lần này Dịch Thừa đến là để ngăn cản sứ giả các bộ liên minh với Đại Đường. Dịch Thừa ra một kế rất hiểm. Trước khi Lý Thế Dân lên làm vua thì Đại Đường đã từng hứa gả công chúa đến A Thi Lạc bộ hòa thân. Lần này bà ta đến đây là muốn Đại Đường thực hiện giao ước đó. Nếu Đại Đường không giữ chữ tín, vậy thì minh ước giữa Đại Đường và các bộ lạc cũng sẽ không vững chắc. Họ sẽ cho rằng Đại Đường có thể lật đổ minh ước bất cứ lúc nào. Việc này làm Đại Đường rơi vào thế không gả không được. Nhưng nếu gả đi thì Lạc Yên sẽ rơi vào nguy hiểm. Qua ngày hôm sau, khi này Lý Thế Dân đã đến đây thương nghị việc liên minh. Ông ấy không phải kẻ nhu nhược, vì hòa bình của quốc gia mà phải hy sinh nhi tử của mình. Nhúng nhường trước kẻ thù không phải điều mà Lý Thế Dân hướng tới. Ngay tại đây ông và Lạc Yên đã từ chối hòa thân với A Thi Lạc bộ. Việc này vừa ý Dịch Thừa, bà ta liền buông lời chia rẽ liên minh. Hòa thân là để chứng minh giao hảo giữa hai nước. Giờ đây từ chối việc đó chính là muốn gây chiến đây mà. Trường Ca khi này đã đứng ra giải vây, nếu là giao hảo giữa các nước, thì các sứ giả tại đây cũng có thể bàn về việc hòa thân. Trường Ca đề nghị Đại Đường tiến hành tỷ võ chiêu thân, khi đó việc liên minh đều sẽ công bằng với tất cả mọi người. Yên Nhi cũng đứng lên khiêu khích Thiệp Nhĩ, hỏi hắn có dám tỷ võ để giành công chúa hay không. Thiệp Nhĩ tất nhiên không sợ việc đánh nhau, nghe vậy Lý Thế Dân thuận nước đẩy thuyền. Ông đồng ý việc tiến hành tỷ võ chiêu thân, anh hùng khắp phương đều có thể lên đài đấu võ. Người chiến thắng sẽ giành được công chúa về tay. Tuy đây là kế sách rất vẹn toàn trước mắt, nhưng Lạc Yên vẫn có phần hoang mang. Nếu Đại Đường không ai giành chiến thắng, vậy thì cô thật sự phải gả đi hay sao? Trước giờ Trường Ca luôn tưởng rằng Lạc Yên vẫn thích Thúc Ngọc. Cô nàng đã có dự tính cả rồi nên mới đề nghị tỷ võ chiêu thân. Trường Ca muốn Tần Chuẩn lên đài tỷ võ, đợi khi anh thắng được Thiệp Nhĩ rồi thì đến lượt tiếp theo cứ giả vờ thua Thúc Ngọc là được. Thế thì Lạc Yên sẽ được gả cho Thúc Ngọc. Nhưng Tần Chuẩn cương quyết từ chối. Anh làm sao có thể thua tên họ Ngụy đó được chứ? Tần Chuẩn thừa biết người mà Thúc Ngọc thích là Trường Ca, vì thế anh không thể nào lên võ đài và thua tên đó được. Trường Ca không hiểu nên đã cãi nhau với Tần Chuẩn. Cô nàng giận dỗi đưa Lạc Yên rời đi. Nếu Tần Chuẩn không giúp vậy thì chỉ có thể tính cách khác thôi. Nếu đã không tìm được người đánh thắng Thiệp Nhĩ, thế thì phải tìm cách tổn hao chút thế lực của hắn, để khi Thúc Ngọc lên đài cũng có thể thêm phần chiến thắng. Hai cô nàng đã đến tìm Thái tử Thừa Càn. Vừa nhìn thấy Trường Ca cả đám vô cùng sợ hãi, chỉ có Thừa Càn là vẫn nhớ thù xưa. Cậu bé muốn kêu người xử lý Trường Ca, nhưng người đi vào lại là Lạc Yên. Lần trước dạy dỗ rồi mà thằng nhóc này vẫn hỗn láo như vậy. Tại đây Lạc Yên lại muốn đánh Thừa Càn một trận nữa, phải dùng vũ lực thì mới nói chuyện đàng hoàng được. Tại đây Trường Ca trách phạt đám người cùng thái tử ăn chơi. Thái tử cảm thấy bất thường, sao đám huynh đệ của mình lại sợ Trường Ca đến như thế. Hỏi ra mới biết, khi còn nhỏ họ đều chịu thiệt bởi Trường Ca. Tên đầu tiên là hậu duệ của Vương Tạ thời Đông Tấn, vì trêu ghẹo dân nữ mà bị Trường Ca đánh gãy ba khúc xương. Từ đó Vương Thị Lang cứ hễ gặp nữ nhân là chạy, đến nay vẫn chưa lấy vợ. Còn về con trai của Trần Viên Ngoại, vì đi tiểu bậy dưới hồ phóng sanh mà bị Trường Ca bắt ngâm dưới hồ suốt 2 ngày. Từ đó hắn chuyên tâm tu Phật, một lòng phóng sanh. Còn về tên mặt đồ trắng này, lúc còn nhỏ hay bất kính với Lạc Yên, bị Trường Ca đuổi đánh mỗi ngày mà giờ đây rèn luyện ra thân hình vững chắc như bây giờ. Nghe đến đây Lạc Yên bất ngờ, chàng trai trước mặt cô vậy mà lại là tên béo năm đó. Nghe được chiến tích hào hùng này, Thừa Càn không còn dám bất kính với Trường Ca nữa. Lần này Trường Ca đến đây là muốn huynh đệ của thái tử lên đài tỷ võ. Nghe vậy hắn liền vui mừng đồng ý, mà không biết mình chỉ là kẻ lót đường mà thôi. Rất nhanh đã đến hôm tỷ võ chiêu thân. Tuy nói là sứ giả các bộ đều có thể lên đài tỷ võ để giành công chúa, nhưng cả đám này không người nào dám lên, vì sợ đắc tội với A Thi Lạc bộ. Nhưng không ngờ lại có người xung phong lên võ đài. Yên Nhi cũng không ngờ tên Trĩ Tây này luôn phản đối liên minh, thế mà giờ đây lại dám lên võ đài đối đầu với Thiệp Nhĩ. Nhưng hóa ra hắn lên chỉ là để nịnh bợ mà thôi. Vừa lao đến đã quỳ xuống đầu hàng, còn không ngừng nói ra lời nịnh hót Thiệp Nhĩ. Nhìn thấy vậy Yên Nhi muốn cạn lời luôn, không thể trông chờ vào đám người này. Trường Ca chỉ có thể để thái tử mang ra vũ khí bí mật, để tên này làm hao mòn thể lực của Thiệp Nhĩ là cách tốt nhất. Đến khi đó Thúc Ngọc sẽ có thêm phần thắng. Nhưng chỉ là Trường Ca không ngờ được, chỉ với một cước tên mặt trắng này đã bị đá khỏi võ đài. Trận đánh cứ thế đã kết thúc, ngay lập tức tên mặt trắng đã được khiên đi. Thái tử rất tức giận khi huynh đệ của mình lại vô dụng như thế. Giờ đây họ chỉ có thể trông chờ Thúc Ngọc tự mình chiến thắng mà thôi. Nhưng anh chàng lại nói với Lạc Yên rằng, lần này anh sẽ lên võ đài tỷ võ, nhưng chỉ là để Lạc Yên không bị gả đi mà thôi. Sau đó anh cũng không thể thành thân với Lạc Yên được. Thúc Ngọc chỉ xem Lạc Yên là muội muội mình,
Lạc Yên hiểu điều đó, từ lâu cô cũng đã không còn tình cảm gì với anh. Nhưng cô không cần Thúc Ngọc bảo vệ, Lạc Yên cần là một người thực sự yêu cô, vì cô mà tiến lên võ đài tranh đấu. Nếu chỉ là bảo vệ thôi thì Lạc Yên không cần. Nói rồi Lạc Yên đã quay lại đấu trường, cô nàng báo với Trường Ca rằng Thúc Ngọc sẽ không đến. Trường Ca đang lo lắng thì Tần Chuẩn đã xuất hiện, cứ tưởng là anh đến đây để giúp đỡ. Nhưng Tần Chuẩn vẫn nhất quyết không tham gia, Thiệp Nhĩ thấy thế thì đắc ý lắm. Hắn hỏi mọi người còn có ai dám lên tỷ võ nữa không? Nếu không có thì kết quả sẽ được ấn định. Lạc Yên nhắm mắt lại chờ đợi một người, ngay lúc đó Hạo Đô đã xuất hiện. Đây đúng là người mà Lạc Yên chờ đợi rồi. Hạo Đô và Thiệp Nhĩ đấu kiếm trên võ đài. Với kiếm pháp của mình anh rất nhanh đã thương được Thiệp Nhĩ, nhưng tên này vẫn rất dũng mãnh. Hắn đá một cước làm bay đi vũ khí của Hạo Đô. Đánh tay không thì anh chàng không phải đối thủ của Thiệp Nhĩ. Với sức mạnh cường hãn của mình hắn đánh cho Hạo Đô gục dưới sàn. Mỗi lần đứng lên là lại bị đánh cho gục xuống. Lạc Yên không thể nhịn được nữa rồi, cô nàng cầu xin Hạo Đô đừng đánh nữa. Lạc Yên không muốn anh vì mình mà mất mạng, thế nhưng Hạo Đô không từ bỏ và tiếp tục đứng lên. Với ánh mắt kiên định đó, Hạo Đô chịu một cước từ Thiệp Nhĩ, sau đó quay vòng đá lại một cước bất ngờ. Nhân cơ hội hắn ngã xuống, Hạo Đô liền khóa chặt. Đây chính là cơ hội thắng cuối cùng của anh, mặc cho Thiệp Nhĩ có vùng vẫy thế nào, Hạo Đô vẫn siết chặt để giành lấy người con gái mà anh yêu. Mắt thấy con trai của mình sắp không chịu nổi, Dịch Thừa nhanh chóng đứng lên nhận thua. Cứ thế Hạo Đô đã giành chiến thắng. Tần Chuẩn rất cảm thán, đây là một nam tử Hán rất đáng kính nể. Xong việc, Lạc Yên đã chạy đến bên Hạo Đô, cô vui mừng khóc nấc lên vì anh không sao. Tối hôm đó, khi Hạo Đô đang dưỡng thương thì Lạc Yên đã đến. Cô nàng muốn hỏi anh tại sao lại lên võ đài. Hạo Đô tự ti không dám nói ra tình cảm của mình, dù sao anh cũng chỉ là một hộ vệ mà thôi, nào dám trèo cao với đến công chúa. Hạo Đô nói mình lên võ đài là vì Đại Đường. Anh không thể để người A Thi Lạc khinh thường Đại Đường không có dũng sĩ được. Nghe được lời này, Lạc Yên rất thất vọng. Cô nàng đã định rời đi rồi, nhưng vẫn cố ở lại nói rõ suy nghĩ của mình. Lần đầu tiên cô gặp anh, cô nhìn thấy Hạo Đô cứ như một tảng băng, lạnh lẽo vô tình. Nhưng từ khi cô gặp nạn, chính anh đã tìm được cô, mang lại cho cô sự ấm áp chưa từng có. Từ ngày đó cô đã thay đổi định kiến của mình về anh, càng ngày càng ỷ lại vào anh hơn. Lạc Yên cũng hiểu được, việc anh luôn đối đầu với Trường Ca là làm theo mệnh lệnh của cha, đó đều không phải ý muốn của anh. Anh luôn tự làm khó bản thân để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hôm nay trên võ đài, nhìn thấy anh bị đánh ngã hết lần này đến lần khác, Lạc Yên thật sự rất sợ hãi, cô sợ không còn gặp lại được anh nữa. Nói xong suy nghĩ của mình, Lạc Yên một lần nữa hỏi Hạo Đô rằng anh lên võ đài tỷ võ là vì điều gì. Nhờ Lạc Yên mà Hạo Đô đã có thêm dũng khí. Anh nói rằng mình lên võ đài là vì không muốn nhìn thấy Lạc Yên bị gả đi, anh cũng muốn vì bản thân mà tranh đoạt một lần. Trước nay anh luôn bảo vệ cô với thân phận một thị vệ, nhưng giờ đây và sau này ta muốn bảo vệ nàng như một phu quân. Đây là những lời nói mà Lạc Yên luôn chờ đợi. Cô nàng ngại ngùng bảo Hạo Đô phải điều dương thật tốt, thế thì mới có thể bảo vệ được cô. Hiểu ra lời nói đó, Hạo Đô liền ôm Lạc Yên vào lòng, anh chắc chắn rằng mình sẽ bảo vệ cô cả đời này. Hai người có tình cứ thế đã về với nhau. Bên này tại linh đường của mẫu thân Trường Ca, Tần Chuẩn đã đến đây làm một việc, anh muốn cầu thân với bà ấy, mong mẫu thân Trường Ca đồng ý gả con gái bà cho mình. Trước bài vị này, Tần Chuẩn đã nói ra những lời chân thành nhất, cầu xin dập đầu xong, anh chàng còn gửi lại một bức thư cầu thân. Mà bên này Trường Ca đã chạm mặt thuộc hạ thân cận của thái tử, hắn nói Thừa Càn muốn gặp Trường Ca có việc quan trọng, tên này còn mang theo tín vật của Thừa Càn. Thành công dẫn dụ được Trường Ca đến một căn nhà và bắt giữ, tên Thạnh Tân này chính là con cờ mà Dịch Thừa cài cấm bên cạnh thái tử. Giờ đây bắt Trường Ca là vì bà ta đã biết thân phận của cô ấy rồi. Dịch Thừa muốn dùng Trường Ca uy hiếp Lý Thế Dân, nhằm phá vỡ hòa minh giữa Đại Đường và các bộ lạc. Toàn bộ kế hoạch đã bị Thiệp Nhĩ nghe được, hắn rất kinh ngạc về người mẹ này của mình. Từ khi Dịch Thừa làm chủ A Thi Lạc bộ Thanh Nghiêm Lợi thì Thiệp Nhĩ đã có nghi ngờ rồi, nhưng dù sao Dịch Thừa cũng là mẫu thân của Thiệp Nhĩ, thế nên hắn luôn nhắm mắt làm ngơ trước những việc đó. Giờ đây là sự kiện có thể hủy hoại A Thi Lạc bộ, Thiệp Nhĩ không thể để nó diễn ra được, thế là liền âm thầm báo tin nơi Trường Ca bị nhốt. Ngay lập tức Tần Chuẩn đã phi ngựa đến cứu người, anh hạ sát từng tên lính và còn khống chế Thạnh Tân, cứu được Trường Ca rồi. Tần Chuẩn muốn bắn chết tên này luôn, nhưng dù sao hắn vẫn là người trong phủ thái tử, Trường Ca khuyên đừng nên giết hắn ngay lúc này. Đúng lúc này người của triều đình cũng đến nơi, thấy thế Thạnh Tân liền gào lên sứ giả Mạc Bắc âm mưu hành thích thái tử. Nghe vậy Tần Chuẩn thẳng tay khiến hắn câm mồm, sau đó nhanh chóng rời đi nhưng vẫn bị nhìn thấy. Trở về rồi Trường Ca lại nói Tần Chuẩn quá manh động, người của thái tử chết thế nào cũng gây ra chuyện lớn. Nhưng Tần Chuẩn khẳng định nếu tối hôm nay không tìm được Trường Ca thì đến Dịch Thừa anh cũng giết, chứ đừng nói đến một tên Thạnh Tân nhỏ bé. Cô nàng nghe xong cũng không biết nói gì. Mà rất nhanh ngày hôm sau binh lính Đại Đường đã đến bắt Tần Chuẩn, anh chàng cũng không trốn tránh. Tần Chuẩn nói ra thân phận thủ lĩnh ưng sư của mình, anh còn nói là do Khả Đôn Dịch Thừa và Tiểu Khả Hãn sai khiến mình ám sát người của thái tử. Nếu đã không thoát được, Tần Chuẩn nhân cơ hội này kéo theo cả Dịch Thừa để có thể điều tra rõ ràng. Cả Tần Chuẩn và Thiệp Nhĩ đều bị bắt giam. Trường Ca không ngờ Tần Chuẩn lại làm như thế, anh ấy làm vậy là để thành toàn cho việc liên minh. Trong thời gian bị bắt, Tần Chuẩn đã cầu kiến Lý Thế Dân,
anh đưa ra quyết định của mình và một kế sách nhờ ông ấy thực hiện. Lý Thế Dân đã nhanh chóng làm việc đó, ông thực hiện một giao dịch với Dịch Thừa, đồng ý thả Thiệp Nhĩ ra khỏi ngục giam, kèm theo đó là giao Tần Chuẩn cho bà ta xử lý, đổi lại Dịch Thừa phải thả tất cả người thân của các bộ lạc ra, vì con trai bà ta lập tức đồng ý điều kiện này, vì dù sao Dịch Thừa cũng có được tính mạng của Tần Chuẩn, đối với bà ta thì không hề lỗ vốn tí nào. Khi này bên phía liên minh, nhờ cứu được người thân của các bộ lạc, Lý Thế Dân thành công lấy được lòng tin của họ, cuối cùng minh ước cũng từ đó mà hình thành, tất cả mọi người đã cùng nhau cắt máu đóng dấu. Từ nay Đại Đường và các bộ lạc cùng tiến cùng lùi, quyết không hối hận. Cùng lúc này Dịch Thừa và Thiệp Nhĩ đang trên đường trở về Định Tương, Tần Chuẩn cũng đang bị áp giải theo sau, mà khi này Lý Thế Dân biết Trường Ca sẽ đi cứu người, thế nên trước khi cô đi ông đã kể ra chuyện của mẫu thân cô, vào lúc thái tử cùng phe phái của mình chuẩn bị làm loạn, nhằm mục đích giết Lý Thế Dân và hoàng đế để lên ngôi, thì lúc đó mẫu thân của Trường Ca đã vô tình biết được, bà ấy lo cho Lý Thế Dân nên đã gửi thư báo cho ông ấy biết, cũng nhờ như vậy Lý Thế Dân mới thành công dẹp loạn và giết chết thái tử. Mẫu thân của Trường Ca cảm thấy tội lỗi với thái tử, thế nên thừa lúc Lý Thế Dân không để ý, bà ấy đã cướp lấy thanh đoản đao kết liễu sinh mệnh của mình. Và đây cũng là sự thật của năm đó, Trường Ca tiếc thương đến từ biệt mẫu thân mình, vì cô phải lên đường cứu người mà cô yêu. Đúng lúc đó lại nhìn thấy thư cầu thân của Tần Chuẩn, mở ra đọc thì đó là những lời thật lòng của anh, từng câu từng chữ Trường Ca cảm nhận được sự chân thành vô bờ bến. Chàng trai ấy yêu cô đến thế, làm sao mà cô có thể từ chối được. Trường Ca rót rượu kính dân mẫu thân mình và nói, con gái từ nay phải xuất giá rồi, Tần Chuẩn sẽ là phu quân đời này của con. Khi này đoàn người đã về đến thành Định Tương, Thiệp Nhĩ nhanh chóng vào xem tình hình của Nghiêm Lợi, anh không ngờ ông ấy đã bị hủy hoại đến mức này. Mà lát sau ở địa lao, Thiệp Nhĩ đã nghe được sự thật từ lời nói của Dịch Thừa, bà ta đến đây ép buộc Tần Chuẩn phải tập hợp ưng sư thay bà ta đối kháng Đại Đường. Tất nhiên anh chàng không đồng ý, nhưng giờ đây tính mạng của Nghiêm Lợi nằm trong tay bà ta. Không những thế, Dịch Thừa cũng đã bắt được Mục Kim từ trước, nhìn người anh em của mình thành ra thế này, Tần Chuẩn rất phẫn nộ nhưng vẫn phải đồng ý. Điều kiện của anh là Dịch Thừa phải chữa khỏi cho Mục Kim và Nghiêm Lợi, bà ta cũng đồng ý nhưng chỉ với Mục Kim mà thôi, còn Nghiêm Lợi thì đợi Tần Chuẩn đánh thắng trận thì bà ta mới chữa. Lời này chẳng khác nào thừa nhận chính bà ta đã hạ độc Nghiêm Lợi. Đến đây Dịch Thừa cũng không giấu làm gì, chính bà ta đã giúp Nghiêm Lợi ngồi lên vương vị, đó là cái giá mà ông ta phải trả. Nghe đến đây Tần Chuẩn nhận ra, cái chết của cha Thiệp Nhĩ cũng là do Dịch Thừa làm. Nhờ bà ta giết chết cha Thiệp Nhĩ, Nghiêm Lợi mới có thể lên ngôi đại khả hãn. Chính tai nghe được sự thật này, Thiệp Nhĩ thật sự không thể chấp nhận được. Anh hỏi mẫu thân mình tại sao lại làm thế. Tất cả những gì bà ta làm đều là để phục hưng Đại Tùy. Cha của Thiệp Nhĩ còn sống thì kế hoạch đó không thể thực hiện được. Chỉ có Nghiêm Lợi lên làm đại khả hãn, thì bà ta mới dễ dàng khống chế A Thi Lạc Bộ. Thiệp Nhĩ nhận ra mẫu thân mình thật đáng sợ, bà ta cũng không nói nhiều liền cho người dẫn Thiệp Nhĩ đi. Qua vài ngày sau đó, Mục Kim dần bình phục và được Tần Chuẩn giao phó nhiệm vụ, đó là mang theo quân lệnh của anh tập hợp ưng sư về đây. Mục Kim rất nhanh đã lên đường, hành động của hai người họ luôn bị Xích Nghê giám sát, mà chỉ vài giờ sau ưng sư đã được tập hợp, Dịch Thừa không thể ra mặt được, bà ta chỉ có thể để thuộc hạ của mình mang Nghiêm Lợi ra đó. Dù sao ông ta cũng không nói được, có mặt ở đó chỉ là để mệnh lệnh của bà ta thêm uy tín mà thôi. Nhưng Dịch Thừa không ngờ được, trong tờ quân lệnh của Tần Chuẩn có bí mật, Mục Kim được gợi ý liền hơ dưới lửa nóng. Mệnh lệnh được ẩn giấu chính là cứu Nghiêm Lợi và đầu quân cho Lý Tịnh. Cứ thế ngay lúc gặp đại khả hãn, Mục Kim đã cùng huynh đệ ưng sư giao chiến và mang Nghiêm Lợi đi. Sự việc bất ngờ này Dịch Thừa không thể lường trước được, bà ta không ngờ Tần Chuẩn thà hy sinh tính mạng của mình, cũng nhất quyết không làm theo kế hoạch của bà ta. Quá tức giận, Dịch Thừa liền hạ lệnh, ngay giờ ngọ ngày mai sẽ hành quyết Tần Chuẩn để răn đe các bộ lạc. Anh chàng chấp nhận điều này, dù sao thì đó cũng là lựa chọn của anh. Chỉ có một điều làm Tần Chuẩn nuối tiếc, đó là thất hứa với Trường Ca, không thể ở bên cô ấy cả đời được rồi. Anh chàng không ngờ Trường Ca đã đến với thành Định Tương này. Người để cô nàng vào trong bất ngờ lại là Thiệp Nhĩ. Anh ta làm vậy là để ngăn Dịch Thừa lại, vì dù sao Tần Chuẩn có chết thì bà ấy cũng thua rồi. Quân số bây giờ của A Thi Lạc Bộ không thể nào đánh lại Đại Đường và các bộ lạc. Lúc này Tần Chuẩn sắp bị xử tử, thì Trường Ca đã có mặt mang theo Thiệp Nhĩ làm con tin. Cô nàng muốn dùng mạng đổi mạng, bắt Dịch Thừa thả Tần Chuẩn ra. Bà ta giả vờ đồng ý điều kiện này, vì Dịch Thừa biết cho dù có thả ra thì họ cũng không rời khỏi được. Vừa thoát ra, Tần Chuẩn đã kéo theo Trường Ca rời đi. Anh vừa chạy vừa hạ sát kẻ địch, bên trên có Tự Phong và Thập Bát, họ bắn tên yểm trợ hai người chạy đi. Mà bên này Tư Đồ Lang và Thúc Ngọc cũng có mặt, họ cùng người của mình hạ sát hết đám truy binh, không từ bỏ. Dịch Thừa muốn Xích Nghê kéo theo người đuổi theo, nhưng lúc này Thiệp Nhĩ đã rút dao ngăn mẹ mình lại, anh muốn kéo dài thời gian để Tần Chuẩn rời đi. Dịch Thừa thừa biết con trai sẽ không ra tay với mình, nhưng không ngờ Thiệp Nhĩ lại tự đâm bản thân, anh muốn dùng tính mạng của chính mình để ngăn mẹ mình lại. Thiệp Nhĩ không muốn bà ấy sai càng thêm sai, Dịch Thừa thật sự rất đau lòng. Vì người ngoài mà con trai bà có thể làm đến thế này, quá tức giận bà ta kéo lấy tay Thiệp Nhĩ, nếu con muốn cứu chúng thì hãy giết ta trước đi. Thiệp Nhĩ không thể nào làm được. Khi anh buông tay cũng là lúc Dịch Thừa cho người truy sát Tần Chuẩn, nhưng khi này từ bên ngoài ưng sư đã đến,
họ phá vỡ cổng thành ổ ạc xong vào cứu thủ lĩnh của mình. Nhờ có đội quân này mà đám người thành công rời khỏi thành Định Tương. Dịch Thừa mắt thấy thế cục đã định, trận chiến này không hề có phần thắng, vì Lý Tịnh cũng sắp mang quân đến đây rồi. Dịch Thừa đã đưa ra mệnh lệnh cuối cùng, để Xích Nghê mang quân đưa Thiệp Nhĩ rời khỏi Định Tương, còn bà sẽ đi theo một đường khác. Dịch Thừa muốn Xích Nghê hứa rằng phải dùng cả tính mạng của mình bảo vệ Thiệp Nhĩ an toàn. Xích Nghê đồng ý với công chúa của mình, hắn ta đã theo Dịch Thừa từ lúc bà ấy chưa được gả đi, một lòng trung thành. Khi họ rời đi theo một hướng thì Xích Nghê đã cảm nhận được có rất nhiều quân địch đang đến. Hắn ta cho người mang Thiệp Nhĩ đi, còn bản thân ở lại nghênh chiến với Ưng Sư, gặp lại kẻ thù. Mục Kim để Tần Chuẩn đuổi theo từ một hướng khác, còn anh sẽ ở lại tiêu diệt Xích Nghê. Hai bên lao vào giao chiến không ngừng, mới đầu người nắm lợi thế là Xích Nghê, nhưng Mục Kim trong lúc quan trọng sẵn sàng hy sinh một cánh tay, tay còn lại xoay người đâm cho Xích Nghê một nhát chí mạng. Cứ thế trận chiến này đã được ấn định, mà bên này đang chạy đi thì Thiệp Nhĩ bị Tần Chuẩn chặn đầu. Thiệp Nhĩ không trốn chạy nữa, cầm đao bước xuống đối đầu với Tần Chuẩn. Hai người lao vào nhau nhưng bất ngờ Thiệp Nhĩ lại buông tay. Cũng may Tần Chuẩn phản ứng kịp thời. Thiệp Nhĩ thật sự mệt rồi, anh muốn dùng sinh mạng của mình để chuộc tội thay mẹ. Nhưng Tần Chuẩn khuyên rằng anh vô tội, đừng vì tội lỗi của người khác mà trừng phạt bản thân. Thiệp Nhĩ không mong muốn gì cả, anh chỉ mong Tần Chuẩn tha cho huynh đệ Lăng Sư. Tất nhiên Tần Chuẩn không làm hại họ, anh muốn Thiệp Nhĩ phải sống và tự mang bọn họ đi. Hai bên quân đội đã cùng nhau xuống ngựa, dù sao họ cũng cùng là một dân tộc. Cả hai bên tại đây đã chào tạm biệt nhau theo nghi thức của A Thi Lạc Bộ. Mà bên này đội quân của Lý Tướng Quân được Hạo Đô dẫn dắt, họ đã bắt kịp và bao vây đường thoát của Dịch Thừa. Nhưng không ngờ bên trong lại không có ai cả. Nghe được tin Trường Ca hiểu được, vốn ngay từ đầu bà ta không hề muốn bỏ trốn. Khi này Lý Tịnh đã mang quân đến Hoàng Cung Định Tương, tất cả đều đang đợi lệnh xông vào, nhưng tại đây chỉ còn mỗi Dịch Thừa mà thôi. Trường Ca biết điều đó nên đã tự mình vào trong. Nhìn thấy người đàn bà này, Trường Ca có chút sợ hãi. Suýt chút nữa năm đó Trường Ca đã đi theo con đường giống với bà ta. Dịch Thừa không hối hận việc mình đã làm, cả đời này của bà ta là một trò cười, làm tất cả vì quốc gia và con trai, nhưng lại bị chính quốc gia vứt bỏ. Con trai cũng xem bà là kẻ xấu mà giúp kẻ thù. Đã thua rồi, Dịch Thừa không cầu xin sự tha thứ của bất kỳ ai. Bà ta chỉ cảm tạ Trường Ca vì đã đi cùng bà ta đoạn đường cuối cùng này. Dứt lời, Dịch Thừa thiêu cháy hoàng cung này trong tích tắc. Bên ngoài ngay lập tức Tần Chuẩn đã chạy vào. Sau khi trận chiến kết thúc, Lý Tịnh đã trở về báo tin rằng Trường Ca đã hy sinh. Lý Thế Dân nghe được liền rơi lệ, ông muốn biết trước khi chết Trường Ca đã nói gì. Lý Tịnh thuật lại rằng bảo cô ấy nói rất thích đọc sách, Tết Hàn Thực mỗi năm đốt cho cô ấy vài quyển sách là được. Nghe được lời này, Lý Thế Dân đã biết là nói láo rồi. Ông dạy dỗ Trường Ca từ bé, nó làm gì có sở thích đọc sách cơ chứ. Lý Tịnh biết đã bị lộ nên liền nói ra sự thật. Khi hỏa hoạn bùng cháy, Tần Chuẩn đã thành công cứu Trường Ca ra ngoài, tuy bị thương nhưng vẫn không nguy hiểm đến tính mạng. Trường Ca không muốn quay về Trường An nữa, thế nên mới muốn Lý Tịnh nói dối rằng mình đã chết. Có một điều mà Trường Ca muốn nói với Lý Thế Dân, đó là mong ông ấy hãy tạo ra một đại đường hưng thịnh. Bôn ba ở bên ngoài một thời gian dài, Trường Ca hiểu ra được, đất nước bình yên thì người dân mới có thể an cư lạc nghiệp, đất nước giàu mạnh, người dân mới có thể không lo hoạn nạn. Lý Thế Dân đã thực sự làm được, hiện giờ chính trị thuận hòa, trao dồi nhân sinh, thiên hạ an nhiên, lập nên thái bình thịnh thế. Tại một đồng cỏ nào đó, Trường Ca và Tần Chuẩn được như ước muốn, ẩn cư nơi núi rừng sống cuộc sống bình yên. Trường Ca hành đến đây đã kết thúc, cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Hãy đăng ký kênh để đón xem nhiều bộ phim hay nữa nhé. Giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!